Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta xây ra viên trên lưng huyền vũ của tác giả Các Trùng Khống. Tập 28. Chương 271, Luyến tiếc mục lương. Ách, cái kia, chúng ta suy nghĩ một chút. Ngõa Nhĩ Cam, Đạt Tư hai người giá đó làm cho giật mình. Nhân viên công tác rất có mắt nhìn, nhiệt tình giới thiệu một chút mầm cây táo, một gốc cây chỉ cần 150 miếng tinh thạch hung thú sơ cấp thượng đẳng. Không được, chúng ta trở về cân nhắc một chút. Hiện tại, hai người Ngõa Nhĩ Cam, Đạt Tư đã dọa sợ bỏ chạy. Mễ Nặc đi theo Mục Lương rời khỏi chân bảo lâu. Cô gái tai thỏ hạ thấp giọng hỏi, Mục Lương, bọn hắn sẽ mua sao? Sẽ. Mục Lương nhếch miệng lên. Vì sao? Mễ Nặc không nghĩ ra. Mục Lương giơ tay lên gõ vào huyệt thái dương một cái, khẽ cười nói, đây là tư duy buôn bán, ngươi không hiểu rất bình thường. Ngươi đây là nói ta ngu ngốc. Mễ Nặc thở phì phì phồng lên cái miệng nhỏ nhắn. Lời đó ta cũng không nói. Mục Lương cảm thấy rất buồn cười. Ngươi chính là ý đấy. Mễ Nặc run rẩy lấy tai thỏ màu xanh dương, giơ tay lên rơi vào bên hông Mục Lương. Xin hãy tha cho ta. Mục Lương giả vờ cầu xin tha thứ. Trên thực tế, cô chỉ làm cho có, nhẹ nhàng nhéo sườn thắt lưng của anh một cái, anh không cảm giác được chút đau đớn nào. Sáng sớm, trêu chọc cô gái tai thỏ một chút, có thể khiến người ta vui sướng cả ngày. Đêm khuya bao trùm xuống, ở tầng 3 khu vực trung ương, hậu viện phủ thành chủ. Đùng, dưới mái hiên, Hy Bối Kỳ, Mễ Á và Mễ Nặc ngồi vây chung một chỗ. Ba người đang làm xiên nướng, trước mặt có than củi đang cháy, phát ra âm thanh trầm đục, ánh lửa bắn tung tóe, còn chưa rơi xuống đất đã tắt. Đã có thể ăn. Mễ Nặc quay cái que gỗ xiên thịt lợn tám răng nanh trên ngọn lửa. Hai mặt của thịt lợn tám răng nanh được nướng chín chuyển sang màu vàng óng ánh, rải lên gia vị mới làm ra, lại quay một hồi dưới ngọn lửa, hương vị càng thêm đậm. Ực ực, thoạt nhìn trông rất ngon. Hy Bối Kỳ nuốt nước bọt, lộ ra hai cái răng mèo. Cho ngươi. Mễ Nặc cầm xiên nướng thịt trong tay đưa cho cô gái tóc vàng. Hiện tại, bề ngoài của Hy Bối Kỳ đã không còn giống bé gái, càng giống như mỹ nữ mới trưởng thành. Hắc hắc, ta càng thích ngươi hơn so với chị ngươi. Hy Bối Kỳ vừa cắn một cái đã hết nửa sâu thịt nướng vừa nói, ngôn ngữ có chút không rõ. Ánh mắt của Mễ Á âm u liếc cô gái tóc vàng một cái, một xiên thịt đã có thể thu mua được lòng người. Chị của ta cũng là người rất tốt. Mễ Nặc cười hì hì nói. Cô cầm lấy một xiên thịt nướng chín khác đưa cho cô gái tai mèo. Khóe miệng của Mễ Á mỉm cười nhiều hơn, quả nhiên là em gái ruột, trong lòng vẫn hướng về mình. Cô mở ra cái miệng nhỏ nhắn thưởng thức thịt nướng. Mễ Nặc cảm thán nói, nếu là trước đây đều chỉ có thể ăn hai bữa hoặc một bữa, nghĩ cũng không dám nghĩ còn sẽ được ăn khuya. Cô nhớ lại cuộc sống trước đây ở bộ lạc, mỗi ngày đi bắt kỳ nhông con, bắt được vẫn không thể ăn, phải mang đi nộp thuế, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi bộ lạc. Dưới điều kiện gian khổ ấy, một cô gái có thể còn sống sót đồng thời lớn lên, thật là không dễ dàng. Đều là ta không tốt. Mễ Á áy náy nói. Cô càng nghĩ càng tự trách, trước đây không nên để lại em gái ở nơi đó, một mình rời khỏi. Chị, đừng nghĩ như vậy, hiện tại ta sống rất tốt nha. Mễ Nặc mỉm cười dịu dàng, nói lời an ủi. Tất cả cực khổ đều là tạm thời, hiện tại gặp được Mục Lương, cuộc sống càng ngày càng tốt hơn. Bờ môi của Mễ Á giật giật, dùng sức kéo tay em gái, siết chặt, toàn bộ đều không nói lời nào. Gì, thơm quá, các cô ấy đang nướng thịt sao? Nguyệt Phi Nhan ngửi được mùi thịt nướng trong không khí, phát hiện ba cô gái ở sau nhà. Ta cũng muốn ăn. Cô gái tóc đỏ cất bước đi qua, đã sắp đến góp vui. Phi Nhan, để cho các cô ấy ở một mình chốc lát. Mục Lương không biết xuất hiện từ lúc nào, đè lại đầu thiếu nữ một cái. À, vì sao? Nguyệt Phi Nhan chớp chớp con ngươi màu đỏ, đáy mắt không hiểu. Còn chưa đến hai ngày, chúng ta sẽ đến thành Phi Điểu. Tay của Mục Lương dùng sức rất nhẹ, dẫn theo Nguyệt Phi Nhan xoay người rời đi. Vốn dĩ muốn đường đi khoảng 10 ngày, không nghĩ tới tốc độ của rùa đen quá nhanh, dùng năng lực xới đất mở đường, tạo ra động tĩnh, tất cả hung thú dọc đường đều bị hù chạy.
một đường bình yên đi tới, nên làm cho thời gian rút ngắn 2/3, muộn nhất 2 ngày sau là có thể đến thành Phi Điểu. Mục Lương nắm lấy cái ót của cô gái tóc đỏ, dẫn cô đi về hướng phòng ăn. Anh vừa đi vừa nói, Mễ Á và Hy Bối Kỳ sắp nhanh sẽ rời đi, nên dành thời gian cho các cô ấy ở chung một mình. Hừ, sắp rời đi nhanh như vậy. Nguyệt Phi Nhan ngạc nhiên. Các cô ấy còn có chuyện của mình. Mục Lương thuận miệng trả lời. Anh cũng không biết Mễ Á, Hy Bối Kỳ có chuyện gì, trước đó có nói đến thành Phi Điểu sẽ rời đi. Được rồi, Nguyệt Phi Nhan ngây thơ gật đầu. Đói bụng, bảo Tiểu Lan nấu chút mì chua cay cho ngươi. Mục Lương vỗ bả vai Nguyệt Phi Nhan, rồi đi vào thư phòng. Mễ Nặc, nướng khoai lang đi, ta muốn ăn. Trong con mắt màu vàng óng của Hy Bối Kỳ có hơi buồn. Miệng cô đang trống không, nên nói đâu đâu, ta muốn ăn rất nhiều, nếu không. 2 ngày nữa đều sẽ không được ăn. Tay của Mễ Á, Mễ Nặc buông nhau ra. Về sau các ngươi có thể thường xuyên tới đây, cũng không phải không tới được. Mễ Nặc miễn cưỡng mỉm cười. Tai thỏ màu xanh lam của cô gái tai thỏ nửa rũ xuống, trong lòng không có vui vẻ như vậy. Lần sau trở lại, cũng không biết là lúc nào. Hy Bối Kỳ kéo kéo chùm tóc đuôi ngựa màu vàng, đầu ngón tay cuốn quanh đuôi tóc, vẻ mặt biểu lộ tia không nỡ. Cô luyến tiếc cuộc sống yên ổn phủ thành chủ, cũng luyến tiếc các loại mỹ thực nơi này, điều không nỡ nhất chính là Mục Lương. Giọt máu của Mục Lương trong cơ thể của cô gái tóc vàng vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, cô cũng không có cách nào hấp thu thêm một giọt máu mới nữa. Lần sau trở lại, Mục Lương sẽ nguyện ý cho cô một giọt máu sao? Trong lòng của Hy Bối Kỳ rất buồn lo. Cô phát hiện mình mê luyến anh một cách không rõ, vừa nghĩ tới sẽ phải rời khỏi, trong lòng rất vắng vẻ, trong đầu liên tục hiện lên thân ảnh của Mục Lương. Hy Bối Kỳ nhỏ giọng, tự an ủi bản thân, ta chỉ là thèm máu của hắn, nhất định là. Chị, ngươi có thể ở lại không? Mễ Nặc cắn môi một cái, nhẹ giọng hỏi. Không được. Mễ Á chậm rãi lắc đầu. Cô há miệng, ngay sau đó câm miệng không nói nữa. Đối với chuyện ốc đảo, cô vẫn quyết định không cho em gái biết mới tốt, bây giờ còn chưa phải lúc. Mễ Nặc, hãy rời đi với ta. Đôi mắt màu đỏ tươi của Mễ Á nâng lên, khuôn mặt nghiêm túc nói, ta cũng có thể chăm sóc ngươi rất tốt. Hy Bối Kỳ kiềm chế xúc động, mắt trợn trắng. Từ khi cô rời khỏi thành Nguyệt Dạ, theo cô gái tài mèo hối hả ngược xuôi khắp nơi, 3 ngày 2 bữa ăn không đủ no đều là chuyện bình thường. Không có thể ăn rau xanh, không thể tùy tiện uống nước, dưới loại tình huống đó, làm sao có thể chăm sóc tốt cho Mễ Nặc. Nói ra lời đó, bản thân ngươi tin sao? Hy Bối Kỳ nhịn không được mở miệng hỏi. Tai mèo của Mễ Á run một cái, cô nén giận, không đánh cô gái tóc vàng. Mễ Nặc nắm lấy tay của chị, mím môi một cái nói, chị, ta không muốn đi. Luyến tiếc Mục Lương, đôi mắt màu đỏ tươi của Mễ Á híp lại. Không có, không phải, không phải. Mễ Nặc càng nói càng nhỏ giọng, chậm rãi cúi đầu. Ta biết rồi. Trên mặt của Mễ Á hiện lên một tia thản nhiên. Chương 272, tốt, có sáng tạo. Cô bất đắc dĩ gật đầu, vậy ngươi đợi ở thành Huyền Vũ, chờ ta làm xong chuyện của mình lại tới tìm ngươi. Là chuyện gì? Ngươi sẽ gặp nguy hiểm sao? Mễ Nặc khẩn trương hỏi. Mễ Á nở nụ cười, trấn an nói, yên tâm, không có nguy hiểm. Hy Bối Kỳ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, câm miệng không nói. Vậy là tốt rồi, ta sẽ ở Huyền Vũ thành chờ ngươi. Mễ Nặc ngây thơ gật đầu, lông trên tai thỏ màu xanh lần thứ hai dựng đứng thẳng lên. Mễ Nặc, giúp ta nướng vài xiên thịt nha. Hy Bối Kỳ nói sang chuyện khác, nếu không bầu không khí lại nên rất tang thương. Được. Mễ Nặc lên tiếng, cúi đầu quay que gỗ, quét lên trên thịt chín một nửa một lớp gia vị. Mễ Nặc, ta muốn mua chút hạt giống mang đi. Mễ Á nhẹ giọng nói, ừ, chị muốn bao nhiêu hạt giống? Mễ Nặc mở miệng hỏi, 100, không phải, ta muốn 50 viên hạt giống. Mễ Á bỗng nói, cô muốn mang ít hạt giống trở về ốc đảo, xem có thể nghiên cứu ra điểm gì hay không. Mễ Nặc gật đầu, ghi nhớ ở trong lòng, nói, được, ta nói với Mục Lương một tiếng, anh ấy sẽ phải cho giá ưu đãi. Khuôn mặt của Mễ Á lại xấu hổ, khàn giọng nói, chuyện kia, bây giờ ta không có tinh thạch hung thú, có thể thiếu trước được không? Ta đi hỏi Mục Lương một chút, chuyện ấy, ta không thể làm chủ. Mễ Nặc mấp máy bờ môi hồng.
Cô cũng biết, chỉ cần mình mở miệng muốn, Mục Lương không nói hai lời sẽ cho hạt giống. Nhưng, cô gái tai thỏ không muốn làm như vậy, luôn cảm giác làm như vậy không tốt lắm, cho dù là chị của mình muốn, cũng phải nói với Mục Lương một cái mới được. Ừ, Mễ Á nhẹ nhàng gật đầu. Cô ăn không ở không nhiều ngày như vậy ở thành Huyền Vũ, trong lòng đều nhớ kỹ, sau này sẽ tìm cách trả lại cho Mục Lương. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, càng nhiều hơn chính là nhớ về những ngày chung sống trước đây, lại cảm khái cuộc sống bây giờ. Sau một tiếng rưỡi, cộc cộc cộc, cửa thư phòng bị gõ. Vào đi, âm thanh trong trẻo của Mục Lương truyền ra. Mễ Nặc đẩy cửa phòng ra, đi vào, đặt trà nóng ở bên tay phải của anh, lấy đi trà cũ đã lạnh. Muộn như thế, ngươi còn chưa ngủ? Mục Lương kinh ngạc để bút viết xuống. Anh nghĩ sau khi cô gái tai thỏ nướng thịt xong, sẽ đi theo chị của cô, không nghĩ tới lại mang trà đến cho anh. Ngươi cũng còn chưa ngủ đâu. Mễ Nặc nhíu lại mũi nhỏ, sau đó lại có bộ dáng muốn nói lại thôi. Mục Lương thấy hành động của cô, mỉm cười giơ tay lên, búng vào cái trán của cô gái tai thỏ. Anh cưng chiều nói, có phải có chuyện liên quan đến chị ngươi? Nói đi là chuyện gì? Trong lòng của Mễ Nặc run lên, giống như một nồi mật ong lớn, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Chuyện ấy, không phải là sắp đến thành Phi Điểu rồi sao, chị và Hy Bối Kỳ phải rời đi. Tay của Mễ Nặc khoát lên trên vai Mục Lương, nhẹ nhàng đè xuống. Ngươi muốn cùng đi sao? Mục Lương nghiêng đầu ngửa mặt, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô gái tai thỏ. Không đi, ta. Ánh mắt của Mễ Nặc hoảng hốt tránh né, tay không nhịn được dừng lại. Tai thỏ màu xanh lam của cô ngượng ngùng động động, nhỏ giọng nói, ta muốn ở lại với ngươi. Được. Mục Lương nhếch miệng lên, tâm trạng rất hạnh phúc. Mục Lương, chị của ta muốn mua hạt giống, muốn mua 50 hạt. Mễ Nặc yếu ớt nói. Cô lấy hết dũng khí, tiếp tục nói, nhưng cô ấy không có. Tinh thạch hung thú, để cho ta hỏi ngươi một chút trước có thể thiếu hay không. Có thể, ngươi phụ trách mang cô ấy đi lấy hạt giống đi. Mục Lương không chút suy nghĩ đã bằng lòng gật đầu. Ngươi báo cho các nàng một cái giá ưu đãi nha. Anh không thể đưa hạt giống không lấy tiền với hai người Mễ Á, đối phương không có gia nhập thành Huyền Vũ, ăn ở là không có vấn đề, dù sao cũng là khách, còn như những thứ khác thì không cần nghĩ. Được, Mễ Nặc vui vẻ nói, chị cô có nói qua về sau sẽ trả tinh thạch hung thú, trách nhiệm trong lòng cô có chút giảm bớt. Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, Mục Lương ôn nhu nói. Ta ở đây với ngươi, ngươi không ngủ, ta sẽ không ngủ. Mễ Nặc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, an tĩnh chờ bên cạnh Mục Lương. Vậy chờ một chút, ta rất nhanh sẽ làm xong. Mục Lương cảm thấy công việc đáng ghét cũng rất thú vị. Sáng, sớm, trong phòng ăn phủ thành chủ, mùi cà chua nồng nặc, rất lâu vẫn chưa bay hết mùi, bữa sáng hôm nay vẫn là mì chua cay. A, phanh, Nguyệt Phi Nhan thỏa mãn buông chén lớn xuống, sung sướng uống hết canh không dư một giọt. Ăn ngon thật. Sau đó, cô lau miệng không ngừng. Mục Lương để đũa xuống, hai chén mì chua cay vào bụng, trạng thái thân thể cực kỳ thư sướng. Anh nghiêng đầu nhìn phía cô gái tai thỏ, ôn nhu hỏi, ngươi thay đổi cách làm mì chua cay sao? Ừm, ta cho thêm lá của trà thụ tinh thần vào, như vậy sẽ không bị nóng sáng sớm ăn vào cũng có thể làm cho tinh thần phấn chấn. Mễ Nặc giải thích, ha ha, tốt, có sáng tạo. Mục Lương sang sảng khen ngợi. Bỗng anh có linh cảm phun trào, đề nghị lần sau có thể thử dùng trà tinh thần nấu với thịt, có thể thả thêm một ít dược liệu và gia vị, mùi vị chắc sẽ ngon hơn. Anh nhớ tới canh trà xương sườn ăn ở kiếp trước, cũng là dùng dược liệu và gia vị hầm chung với nhau. Giải thích, trà xương sườn, hay còn gọi là bắc cút the, đây là món sườn heo nấu trong nước dùng với các loại thảo mộc như dong quai, quế, hồi, và được làm từ sườn heo, nấm shiitake khô, đậu hũ và tỏi được phục vụ phổ biến ở Malaysia và Singapore. Hết giải thích, tốt, để ta thử xem. Đôi mắt màu xanh lam của Mễ Nặc sáng lên, trong lòng nhất thời có nhiều loại ý tưởng. Cô quyết định ăn sáng xong, sẽ đến sở nghiên cứu tìm Vu Phi Nhi, cô ấy rất am hiểu đặc tính của thảo dược, nên có thể đưa ra kiến nghị. Cô gái tóc hồng đã 3 ngày không có rời khỏi sở nghiên cứu, ăn uống đều do tiểu hầu gái mang đến. Theo lời của cô ấy nói, khi nghiên cứu đến điểm mấu chốt, một bước rời đi đều là lãng phí thời gian. Ăn sáng xong đám người mỗi người rời khỏi đi làm công việc của mình. Mục Lương thì cùng Nguyệt Thấm Lan đến phường công nghiệp quân sự, kiểm tra công tác,
hiểu rõ tiến độ sản xuất trang bị. Phường công nghiệp quân sự cũng được xây dựng ở ngoại thành, chỉ là cách xa khu dân cư, ngược phương hướng với khu nhà xưởng. Sau 15 phút, Mục Lương và Nguyệt Thấm Lan tới gần khu vực phường công nghiệp quân sự. Thành chủ đại nhân, Thấm Lan đại nhân. Ở cửa phường công nghiệp quân sự, có hai người đang mặc phi phong thuẫn u linh bảo vệ khu vực trung ương, cung kính hành lễ. Hộ vệ khu vực trung ương không đơn giản chỉ là canh gác khu vực trung ương, những nơi quan trọng giống như phường công nghiệp quân sự, kho vũ khí, cũng cần bọn hắn thay phiên công việc, canh giữ. Mục Lương gật đầu một cái, giọng nhàn nhạt hỏi, có xảy ra tình huống ngoài ý muốn không? Không có, toàn bộ bình thường. Cô gái tóc ngắn lạnh nhạt che mặt cung kính đáp. Tốt. Mục Lương trả lời lại, sau đó lướt qua hai người đi vào trong phường công nghiệp quân sự. Thành chủ đại nhân, người phụ trách phường công nghiệp quân sự bước nhanh đến chào đón. Hắn vốn là người của thành phòng quân, bị Mục Lương chọn chúng, ký khế ước ong chúa, sau đó được phụ trách toàn bộ việc, vận hành và quản lý công nhân ở phường công nghiệp quân sự. Mang ta đi kiểm tra một lần, Mục Lương thản nhiên nói. Vâng, mời thành chủ đại nhân sang bên này. Mục Chiêm cung kính đáp, đi ở phía trước dẫn đường. Trong phường công nghiệp quân sự có 3 tòa nhà cao tầng, mỗi một tòa nhà có 3 tầng, việc sản xuất tấm khiên hình tròn được bố trí ở tầng 1 tòa nhà thứ nhất. Thành chủ đại nhân, tấm khiên hình tròn đã bắt đầu sản xuất. Mục Chiêm đưa tay về phía trước, nói. Các bạn đang nghe chuyện ta xây ra viên trên lưng huyền vũ của tác giả Các Trùng Khống tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 273, phường công nghiệp quân sự. Ở trước mặt anh, tất cả công nhân trong xưởng đang vùi đầu xử lý xác ma trùng chín đốt. 3 người phụ trách cắt, 2 người phụ trách luộc, tiêu trừ các loại dịch trong vỏ ma trùng chín đốt, làm cho xác của nó trở nên nhẹ hơn. Lần trước, ta đưa tới công cụ dùng ổn không? Mục Lương mở miệng hỏi. Anh chỉ công cụ đo lường như thước thẳng, thước đo góc với compa các loại. Những công cụ đo lường ấy đã sản xuất hàng loạt, ưu tiên cung ứng cho phường công nghiệp quân sự. Rất tiện, phương diện cắt chuẩn hơn rất nhiều, giảm bớt rất nhiều sai lầm, bớt đi rất nhiều thời gian. Trên mặt của Mục Chiêm lộ ra tia cung kính, nhờ có thành chủ đại nhân đưa tới công cụ, làm cho hiệu suất làm việc ở xưởng tăng thêm rất nhiều. Mục Lương chậm rãi gật đầu, dừng lại thêm chút ở tòa nhà thứ nhất. Anh nhìn thấy công nhân trong xưởng, dùng thước đo góc xác định góc độ cắt vỏ ma trùng, đúng là dùng rất thuần thục, Nguyệt Thấm Lan thấy cũng kinh ngạc, thì ra thước đo góc là dùng như thế. Tiếp theo, Mục Lương đi đến tòa nhà thứ hai, kiểm tra việc sản xuất quân nỏ. Công nhân đang xử lý xương đùi của thiềm thừ 6 chân. Bọn hắn dùng thước thẳng xác định độ dài tiêu chuẩn, sau khi cắt đi hậu, dùng lửa đốt, rồi đem luộc, loại bỏ tạp chất và máu bên trong xương thú. Thành chủ đại nhân, nhóm quân nỏ đầu tiên đã luyện chế xong, xin ngài kiểm tra. Mục Chiêm cung kính nói, nhanh như vậy. Mục Lương kinh ngạc, còn nhanh hơn 1-2 ngày so với thời gian dự đoán. Được Mục Chiêm dẫn đường, 3 người đi lên tầng thứ 2, nơi đây là nơi để sản phẩm đã hoàn thành. Toàn bộ tầng 2 có từng hàng giá gỗ, phía trên đã đặt sản phẩm. Bước chân của Mục Lương dừng lại, từ trên kệ gỗ thứ nhất cầm lên một thanh đao dài, hình dáng xấp xỉ với kiếm Nhật ở kiếp trước. Đây là vũ khí đầu tiên anh hạ lệnh cho phường công nghiệp quân sự chế tạo, là chuẩn bị cho tuần cảnh vệ. Anh cong ngón tay, bắn vào thân đao, phát ra âm thanh ông hưởng trong trẻo, chất lượng rất tốt. Thành chủ đại nhân, kiếm Nhật đã chế tạo được 12 thanh. Mục Chiêm báo ra số lượng. Tốt, ta sẽ bảo Trình Mâu tới lấy. Mục Lương chậm rãi gật đầu, đặt thanh kiếm lại trên kệ gỗ. Anh đi tới giá gỗ thứ hai, nhìn thấy các bó mũi tên đã làm thành công. Mục Chiêm tập trung báo cáo, thành chủ, đại nhân, đây là tên nỏ, hiện nay sản phẩm hoàn thành đã làm xong 300 cây. Giống như tên nỏ đang được làm ở tầng 1, nguyên vật liệu dùng chính là gai của hoa ngàn gai. Gai của hoa ngàn gai vốn rất sắc bén, chỉ cần xử lý đơn giản, cuối cùng kết hợp thêm lông vũ có tác dụng ổn định là được. Mục Lương rút ra một mũi tên, ngón tay khẽ chạm vào nó, rất hài lòng với trình độ sắc bén của nó. Mũi tên như vậy một ngày có thể làm ra bao nhiêu cây? Anh nhàn nhạt hỏi, một ngày ít nhất có thể làm ra 100 cây. Mục Chiêm hiển nhiên hiểu rất rõ hiệu suất làm việc của công nhân, tiếp tục nói, do điều công nhân làm quân nỏ đi qua làm tấm thuẫn tròn, nên sản lượng mới giảm xuống. Hiểu rồi, ta sẽ thêm thuê thêm người cho ngươi, quân nỏ là vật tư rất tiêu hao,
không thể thiếu dự trữ. Mục Lương trầm giọng nói, sắp đến thành Phi Điểu, quân nỏ là vũ khí tấn công trên không duy nhất của thành phòng quân, nếu như nổi lên va chạm, số lượng quân nỏ tiêu hao sẽ không thể tính được, nói chung dự trữ nhiều hơn một chút mới tốt. Vâng, Mục Chiêm vội vàng gật đầu, trong lòng của hắn nhất thời nắm được điểm quan trọng. Hắn chỉ vào giá gỗ sau lưng, giọng hơi hưng phấn, thành chủ đại nhân, nhóm nỏ quân dụng đầu tiên có 24 cây, đều ở nơi này. Nỏ quân dụng đều dùng xương bắp chân của thiềm thừ sáu chân chế tạo ra. Xương bắp chân của một con thiềm thừ sáu chân, nếu dưới tình huống không có lãng phí, có thể chế thành 3 cây quân nỏ. Còn như xương đùi của thiềm thừ sáu chân, tự nhiên là do đàn sói mặt trăng cung cấp. Hộ vệ khu vực trung ương mỗi ngày đúng giờ đi đến khu vực sói mặt trăng tụ tập, thu gom xương hung thú. Da hung thú mà đàn sói mặt trăng ăn để thừa, sau khi xử lý đơn giản, sẽ vận chuyển đưa tới nhà kho. Mục Chiêm cầm lấy một nỏ quân dụng đưa cho Mục Lương. Bắn thử rồi chưa? Mục Lương cầm lấy quân nỏ, trọng lượng rất nhẹ tay. 24 cây nỏ quân dụng đều đã hoàn thành bắn thử, không có vấn đề. Khuôn mặt của Mục Chiêm nghiêm túc nói, lấy 3 mũi tên đến đây. Mục Lương nhẹ nhàng kéo dây nỏ, đủ căng, đủ chặt. Vâng, Mục Chiêm xoay người đi lấy mũi tên. Nguyệt Thấm Lan kiểm tra 23 cây quân nỏ còn lại, đều là linh khí sơ cấp như nhau. Điều ấy làm cho trong lòng của cô chấn động, cư nhiên dùng loại phương pháp này sản xuất số lượng lớn linh khí sơ, nếu truyền ra sẽ dọa rất nhiều người. Trong tương lai, nếu như người ở thành phòng quân đều có quân nỏ bên người, lực sát thương kia là không cách nào tưởng tượng. Thành chủ đại nhân, khu bắn thử ở bên ngoài. Mục Chiêm mang tới mũi tên nói, dẫn đường. Mục Lương bình tĩnh nói, vâng. Ba người đi tới phía sau phường công nghiệp quân sự, nơi đây có một mảnh đất trống, xa xa có dựng đứng ba người giả làm từ gỗ, là bia ngắm bắn thử dành cho nỏ quân dụng. Mục Lương đặt mũi tên vào, dùng sức kéo căng dây, dây nỏ rung động kêu cót két. Anh nâng lên, nỏ quân dụng, nhắm vào người giả làm bằng gỗ, bóp cò, ngưu. Mũi tên bắn ra, tốc độ cực nhanh, chỉ lưu lại một cái bóng màu đen, ngay sau đó bên tai truyền đến tiếng nổ tung, phanh. Mũi tên trúng mục tiêu người giả, sau một khắc nó đã nổ tung thành mảnh nhỏ, chỉ là uy lực của mũi tên vẫn không giảm, lần thứ hai ghim vào tường đất phía sau mục tiêu. Phanh! Tường đất bị nứt ra một lỗ thủng cỡ bàn tay, mũi tên cũng vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Uy lực này có thể so với một kích toàn lực của cường giả cấp 4. Nguyệt Thấm Lan kinh hô một tiếng. Tốt, ta rất hài lòng. Mục Lương nhếch miệng lên. Anh đặt vào hai mũi tên khác, trực tiếp bắn ra tường đất phía sau, tạo ra một cái lỗ to. Nguyệt Thấm Lan kinh hãi rất lâu vẫn chưa tỉnh táo lại, quân nỏ này chỉ là linh khí sơ cấp. Cô nhớ kỹ, Mục Lương còn ra lệnh chế tạo quân nỏ linh khí cấp bậc trung cấp dành cho hộ vệ khu vực trung ương, uy lực kia sẽ như thế nào? Mục Lương vừa thuận tay nhấc lên, đất đá dâng lên, lấp vào lỗ hổng trên bức tường kia. Tốt, không được dừng việc chế tạo quân nỏ. Anh trả lại nỏ quân dụng cho Mục Chiêm, lại hỏi, phường công nghiệp quân sự có gặp khó khăn gì không? Vấn đề cải tiến kỹ thuật đã dần thích ứng, hiện tại thiếu nhất chính là công nhân. Mục Chiêm khổ sở nói, công nhân, qua một thời gian ngắn ta sẽ điều thêm một số người qua đây. Mục Lương nhíu mày. Anh tiếp tục dặn dò, những quân nỏ và mũi tên chuẩn bị tốt cho ta, tối nay ta sẽ bảo người đến lấy. Vâng, Mục Chiêm cung kính đáp. Ầm ầm. Rùa đen lay động bước tiến đi về phía trước, một cước đạp xuống, trụ đá ngã xuống. Những nơi nó đi qua đều thành mặt đất bằng phẳng, mà lúc này bên trong thành Huyền Vũ. Tầng thứ hai trên cổng thành Sơn Hải Quan, nơi đây là khu vực ăn uống thường ngày ở thành phòng quân. Hiện tại là buổi sáng. Phanh, cửa tầng thứ hai ở ký túc xá bị đá văng rất mạnh. Ngày hôm nay, vệ cảnh tới tuần tra sớm mười mấy phút, mặt lạnh đi vào ký túc xá. Lúc đạp văng cánh cửa, làm cho mấy hộ vệ thành phòng quân đang trong giấc mộng lần lượt tỉnh lại. Ký túc xá thành phòng quân, cửa bên trái là khu nghỉ ngơi, cũng chính là chỗ ngủ, từng giường bằng gỗ xếp hàng chỉnh tề, thành phòng quân bị đánh thức đang lần lượt ngồi dậy. Chương 274, ta cho phép các ngươi rời khỏi. Vào cửa bên phải là khu vệ sinh, cũng chính là phòng tắm và nhà vệ sinh, còn có một giá gỗ xếp ngay ngắn dựa vào tường, phía trên để cốc để súc miệng với bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng là Mục Lương phát minh ra, dùng lông hung thú và khúc gỗ thêm tơ nhện chế thành.
Kem đánh răng thì dùng bụi than thay thế, có tác dụng làm sạch khoang miệng. Lúc này là lúc nào rồi, còn ngủ. Khuôn mặt của Vệ Cảnh đen lại, giống to, triệt để làm cho lính thành phòng quân không còn buồn ngủ. Hắn nhìn quanh mọi người trong phòng một vòng, khuôn mặt nghiêm túc nói, cho các ngươi thời gian nửa ngọn lửa trại chuẩn bị, chờ một hồi kiểm tra nội vụ, người không hợp cách, hạng mục huấn luyện tăng gấp bội. Vâng, trong phòng lần lượt có người đáp lại. Còn chưa ăn cơm sao? Con ngươi màu đen của Vệ Cảnh trừng lớn, vốn chính là chưa ăn sáng. Đây là ý niệm đầu tiên dâng lên từ dưới đáy lòng mọi người trong phòng. Vâng, lần này, mọi người đều chỉnh tề hô to đáp lại. Tốt, bây giờ đã có tinh thần hơn rồi. Khuôn mặt của Vệ Cảnh nghiêm túc xoay người rời đi. Sau khi hắn vừa rời đi, thì người trong phòng đã nhảy xuống giường, luống cuống tay chân bắt đầu thu dọn giường chiếu. Nhanh nhanh nhanh, mặc quần áo, sắp xếp giường chiếu gọn gàng. Trời ơi, ta còn chưa biết gấp chăn, lần này thảm rồi. Không thể nào, cũng đã qua nhiều ngày như vậy, ngươi còn chưa học được cách gấp khối lập phương. Trong phòng nhất thời gà bay chó sủa, nhóm thành phòng quân đầu tiên có kinh nghiệm nên đã chuẩn bị sẵn sàng với tốc độ rất nhanh. Bàn chải đánh răng dính nước, khuấy bột phấn than củi trong bình gốm một cái, cầm lấy là có thể thấy có rất nhiều bột than củi dính vào. Bọn hắn cho vào miệng, dùng sức tẩy sạch vết vàng ố trên hàm răng, cuối cùng miệng đầy bột đen. Như vậy thật có thể vệ sinh hàm răng sao? Có người mới cảm thấy khó hiểu. Đương nhiên, đánh xong cảm thấy miệng sạch hơn rất nhiều. Thứ này rất hữu dụng, chí ít lúc nói chuyện hơi thở cũng sẽ không có thúi như trước. Ha ha ha, khu vệ sinh, những thanh niên cường tráng kia đang cười sang sảng. Đừng đùa nữa, ta không muốn bị huấn luyện hạng mục gấp đôi đâu. Một người lớn tuổi có kinh nghiệm, khuôn mặt nghiêm túc nhắc nhở. 10 phút sau, Vệ Cảnh đẩy cửa ra, lần thứ hai đi vào ký túc xá. Hắn nghiêm mặt hô, mọi người, tập hợp, xoát xoát. Trong mấy giây, mọi người trong phòng đều đứng chỉnh tề ở hành lang. Vệ Cảnh bắt đầu kiểm tra giường chiếu từng người. Bước chân của hắn dừng lại, ánh mắt rơi vào trên một cái giường. Hắn chỉ vào chăn bằng phẳng hỏi, cái giường này là của người nào ngủ? Ta, chủ nhân của cái giường đó bước ra khỏi hàng. Ta chưa từng dạy qua ngươi làm sao gấp chăn à? Khuôn mặt của Vệ Cảnh lạnh lùng hỏi. Có. Trong lòng chủ nhân của cái giường ấy cười khổ. Vệ Cảnh híp mắt, trầm giọng hỏi, vậy tại sao còn gấp thành như vậy? Quá khó, không học được. Chủ nhân của chiếc giường ấy ngượng ngùng trả lời. Có. Sắc mặt của Vệ Cảnh tối sầm lại, quát, gấp chăn thành khối đã thấy khó khăn, vậy còn trông cậy vào ngươi đi giết địch. Làm sao bảo người nhà bên trong thành? Chủ nhân của cái chăn kia rụt cổ một cái. Đứng thẳng cho ta, quân nhân nên có dáng dấp quân nhân. Lông mày của Vệ Cảnh nhăn lại, nhìn quét mọi người trong phòng, lên tiếng nói, các ngươi là thể diện của thành Huyền Vũ, dáng vẻ như vậy làm sao có thể để cho kẻ địch cảm thấy kính nể với các ngươi. Trong lòng đám người cảm thấy rùng mình, đôi mắt an tĩnh lắng nghe. Nếu như cảm thấy thời gian qua quá mức thư thản, có thể nói với ta, ta cho phép các ngươi rời khỏi thành phòng quân. Vệ Cảnh lạnh nhạt nhìn quét qua đám người, lạnh lùng nói, đừng quên, những ngày yên ổn bây giờ là làm sao có. Tinh thần của nhóm thành phòng quân chấn động. Người gia nhập vào thành phòng quân, mỗi ngày 3 bữa cơm đều có thịt, ngẫu nhiên sẽ được ăn rau xanh, đó là chuyện trước kia không dám nghĩ đến. Trong lòng mọi người đều rất cảm kích Mục Lương, trong lòng thành phòng quân cũng vô hình gia tăng danh tiếng của anh. Hiện tại, mọi người ra sân huấn luyện tập hợp, hôm nay hạng mục huấn luyện tăng gấp bội. Âm thanh của Vệ Cảnh truyền khắp lỗ tai của mỗi người. Vâng, thành phòng quân không có ai dị nghị. Từ lúc trước đội trưởng cũng đã nói, một người có lỗi toàn quân bị phạt. Điều ấy có thể khuyến khích bọn hắn thận trọng từ lời nói đến hành động, mọi việc đều phải cẩn thận lại nghiêm túc. Sau 5 phút, thành phòng quân Sơn Hải Quan đang huấn luyện tập hợp. Sân huấn luyện nằm chệch hướng ra đường phố dưới tường thành, huấn luyện thường ngày đều hoàn thành ở chỗ này. Nội dung huấn luyện buổi sáng rất đơn giản, vác nặng chống đẩy hít đất, vác nặng dướn người, vác nặng nằm gập bụng, vác nặng nhảy ếch các loại. Tỷ như, lúc huấn luyện chống đẩy, hít đất, phía sau lưng đè nặng ít nhất 100 cân đá lớn rồi mới được tiến hành. Trọng lượng vác nặng đều căn cứ vào người tập, mỗi người không giống nhau. Mỗi người có thực lực khác nhau nên sẽ được điều chỉnh trọng lượng phù hợp. Đồng dạng, hạng mục vác nặng dướn người, vác nặng nằm gập bụng cũng giống như vậy. Tất cả tập trung, bắt đầu tập luyện. Vệ Cảnh cao giọng hạ lệnh.
ào ào. Tất cả người của thành phòng quân đều tự giác vác đá lớn trên lưng, bắt đầu huấn luyện. Cuối cùng cũng có chút bộ dáng quân nhân, trong lòng của vệ cảnh thở phào. Có người vội vã đi tới trước mặt hắn, cung kính nói, vệ cảnh đội trưởng, thành chủ mời ngươi qua. Được, vệ cảnh đã vội vàng gật đầu. Hắn chạy chậm về khu vực trung ương, sau khi kiểm tra xong, mới tiến vào bên trong cung điện. Vệ cảnh đi tới cửa thư phòng, sửa sang lại quần áo một chút rồi mới gõ cửa thư phòng. Vào đi, hát xì. Sau khi nhận được sự đồng ý, vệ cảnh đẩy cửa đi vào thư phòng. Trong tay của anh đang vuốt một miếng vảy màu tím là rút ra từ trên người lôi linh thú. Bên trong miếng vảy màu tím ẩn chứa có lực lượng sấm sét, anh đang suy tính có thể chế thành linh khí gì. Khôi giáp lôi đình, sang dự phòng, thành chủ đại nhân, tìm ta tới là có chuyện gì? Vệ cảnh cung kính hành lễ. Cũng đã sắp đến thành phi điểu, ta chuẩn bị cho thành phòng quân một loại vũ khí mới. Mục Lương buông miếng vảy màu tím xuống, ngước mắt thản nhiên nói, ngươi phụ trách đi phường công nghiệp quân sự lãnh về, phân phát cho hai quân còn lại. Đôi mắt của vệ cảnh sáng lên, kích động đáp, vâng. Tổng cộng có 24 cây quân nỏ, chia đều xuống phía dưới mỗi một quân là 8 cây. Mục Lương lấy ra một tờ giấy, đẩy, ngang đến trước mặt vệ cảnh, bình tĩnh nói, đây là điều lệ quản lý vũ khí, các ngươi phải nghiêm khắc chấp hành dựa theo phía trên. Vâng, vệ cảnh chăm chú đáp lại. Hai tay của hắn cầm lên điều lệ quản lý vũ khí, nghiên cứu tinh hoa mỗi chữ mỗi câu. Tay của Mục Lương đặt lên miếng vảy màu tím, bình tĩnh nói, đúng rồi, sau khi có được nỏ quân dụng, lập tức an bài thành phòng quân lần lượt bắt đầu luyện tập xạ kích. Vâng, trong lòng của vệ cảnh chấn động, đi xuống đi. Mục Lương khoát tay, tiếp tục nghiên cứu miếng vảy màu tím trong tay. Vâng, vệ cảnh lần thứ hai cung kính hành lễ, xoay người rời khỏi thư phòng đi phường công nghiệp quân sự. Làm sao mới có thể làm cho tiểu tử dụng nhiều miếng vảy hơi đây? Mục Lương bắt đầu lải nhải một mình. Nửa giờ sau, vệ cảnh đi tới phường công nghiệp quân sự trước mặt, sau khi xuất ra thủ lệnh mà Mục Lương cho mới được đi vào. Khi hắn cầm được quân nỏ mà thành chủ đại nhân nhắc đến, bước chân của hắn đã có hơi như đi trên mây. Các bạn đang nghe chuyện Ta xây ra viên trên lưng huyền vũ của tác giả Các Trùng Khống tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 275, tiệm thuốc. Vệ cảnh mang theo cảm xúc không rõ trở lại Sơn Hải Quan, rồi gọi hai người Tán Viêm, Cao Thao tới. Linh khí sơ cấp, 24 cây linh khí sơ cấp. Lúc hai người Tán Viêm, Cao Thao nhìn thấy 24 cây quân nỏ đã kinh hô thành tiếng. Đúng vậy, đều là linh khí sơ cấp. Nụ cười trên mặt của vệ cảnh không có đứt đoạn. Đây không khỏi quá xa xỉ rồi. Trong lòng của Tán Viêm hừng hực, mỗi cây nỏ quân dụng xuất ra đều có thể bán không ít tinh thạch hung thú. Chỉ tiếc, hiện tại hắn đã quy phục thành huyền vũ, loại ý niệm ấy là tuyệt đối không thể có, nếu không bị giết chết tuyệt đối sẽ rất khó nhìn. Ý niệm không nên có thì không nên tồn tại trong đầu, vệ cảnh lạnh giọng nhắc nhở. Tán Viêm ngượng ngùng, cào khuôn mặt một cái, ước định giá trị theo thói quen nghề nghiệp. Đây là điều lệ quản lý vũ khí thành chủ đại nhân đưa, các ngươi cũng đều nhìn một chút. Vệ cảnh xuất ra tờ giấy Mục Lương đưa cho hai người nhìn một cái. Điều thứ nhất, không có mệnh lệnh, không cho phép binh lính lấy các loại vũ khí như quân nỏ trong ba cửa. Điều thứ hai, nghiêm cấm việc làm hư vũ khí được giao cho, bao gồm quân nỏ, mũi yên, quân phục. Điều thứ ba, nghiêm cấm bán hoặc trộm vũ khí được giao, người vi phạm tử hình. Điều thứ tư, khuôn mặt của hai người Cao Thao, Tán Viêm bắt đầu nghiêm túc, tập trung nhớ kỹ mỗi một điều lệ. Vệ cảnh ra hiệu nói, mỗi đội quân được chia 8 cây nỏ quân dụng, các ngươi mỗi người lãnh về đi, nhớ kỹ dành thời gian sắp xếp người trong đội luyện tập xạ kích. Đã hiểu, Tán Viêm và Cao Thao đáp lại, sắp xếp người đến lấy quân nỏ. Nhớ kỹ, mỗi đội lúc giao ca, nỏ quân dụng phải trở về kho vũ khí. Vệ cảnh nhiều lần nhắc nhở, đây là chuyện thành, chủ giao cho hắn phải cẩn thận. Bên trong Thiên Môn Lâu, Huyền Không Các, Sơn Hải Quan đều sắp đặt một căn phòng làm kho vũ khí, là dùng để quản lý vũ khí như đao dài, quân nỏ, mũi tên các loại. Cứ điểm thành phòng quân trị canh giữ ba cửa được chia làm 6 ca, 1 ca trực 4 giờ. Lúc giao ca, thành phòng quân cần đem vũ khí trở về kho vũ khí, sẽ có chuyên gia kiểm kê con số, đăng ký trong danh sách để bảo đảm không có bị mất và hư tổn, một lần nữa phân phát cho thành phòng quân nhận ca sau.
Đã biết, Tán Viêm và Cao Thao lần nữa gật đầu. Bọn hắn mang người đến vận chuyển quân nỏ trở về pháo đài của mình, bắt đầu sắp xếp thành phòng quân lần lượt huấn luyện. Cô đã chính thức bắt đầu dạy học cho các đứa trẻ, phụ trách dạy biết chữ, tương đương với giáo sư dạy ngữ văn ở địa cầu. Được rồi, sáng sớm hôm nay, học đến đây, các ngươi trên đường trở về đi chậm một chút, chú ý an toàn. Y Lệ Y ôm lấy sách ôn nhu dặn dò. Vâng, tạm biệt lão sư. Bọn nhỏ cũng đứng dậy, chăm chú phất tay chào chia tay Y Lệ Y. Nhà các ngươi buổi trưa ăn cái gì nhỉ? Mẹ ta nói, vì thưởng cho ta tiến bộ biết chữ, buổi trưa làm thịt nướng. Thật tốt, ta cũng muốn biết nhiều chữ. Y Lệ Y nghe bọn nhỏ ngây thơ tám chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cô phát hiện mình đã thích phần công việc này, thú vị hơn nhiều so với làm người quản lý xưởng in trước kia. Bọn nhỏ đều đã rời đi gần hết, chỉ còn lại Trình Tiếu còn ghé vào mặt bàn không động đậy. Tiêu Tiếu, Y Lệ Y nghi ngờ, hô hai tiếng vẫn không được đáp lại. Cô phát hiện không thích hợp, vội vã đi xuống bục giảng đi tới bên cạnh Trình Tiếu. Cô vỗ nhẹ nhẹ bả vai Trình Tiếu một cái, ôn nhu hỏi, Tiêu Tiếu, ngươi làm sao vậy? Trình Tiếu thức dậy, đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu lên, sợi tóc trên trán đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Môi của cô bé hơi trắng bệch, hai cặp mắt mơ màng, thoạt nhìn cực kỳ không có tinh thần. Lão sư, tan lớp rồi sao? Lúc này, âm thanh của Trình Tiếu có chút khàn khàn. Đã tan lớp. Y Lệ Y lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy, có phải thân thể khó chịu hay không? Ta không sao, cơ thể có chút mệt, trở về ngủ một lát là tốt rồi. Trình Tiếu lắc đầu ung dung đứng dậy, là tối hôm qua ngủ không ngon sao? Y Lệ Y đưa tay đỡ lấy Trình Tiếu, phát hiện da của cô có chút nóng. Chắc là... Trình Tiếu miễn cưỡng nở nụ cười. Cô ôm lấy cặp da thú, lễ phép đừng lên nói, lão sư, ta đi về trước, chiều sẽ quay lại học. Hay là buổi chiều ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đi học. Khuôn mặt của Y Lệ Y nghiêm túc nói, à, sợ là sẽ ảnh hưởng tiến độ học chữ. Trình Tiếu khổ sở nói, sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu, ta bớt thời giờ dạy bù lại cho ngươi, ngươi đi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Khuôn mặt của Y Lệ Y chăm chú nói, vâng. Trình Tiếu cũng biết tình huống mình không tốt lắm, chóng mặt, mũi bị nghẹt, chỉ đang hô hấp dựa vào cái miệng nhỏ nhắn. Đã gây thêm phiền toái cho ngài, cô bé lễ phép hành lễ. Ta đưa ngươi trở về đi, Y Lệ Y quan tâm hỏi. Không cần, không cần. Trình Tiếu lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói, nhà của ta rất gần, đi qua hai con đường là đến. Đây là lần thứ hai cô bé phất tay, xoay người đi ra phía ngoài. Đau đầu quá, ta có phải sắp chết rồi không? Trong lòng của Trình Tiếu có suy nghĩ, ung dung từ từ đi về hướng đường giáp thứ nhất. Sáng sớm hôm nay, cô bé thức dậy đã cảm thấy không có tinh thần, khi đó chỉ đơn giản cảm thấy choáng váng đầu. Y Lệ Y nhìn về xa xa, trong lòng có chút không yên lòng, cuối cùng vẫn đi theo phía sau Trình Tiếu, đề phòng nửa đường xảy ra chuyện gì. Cô tận mắt thấy Trình Tiếu đi vào nhà, mới thở phào nhẹ nhàng rời đi. 10 phút sau, nhà số 6, tòa nhà thứ 3, đường giáp thứ nhất. Cộc cộc cộc, Trình Tiếu gượng chống lấy cánh cửa, giơ tay lên gõ cửa nhà. Là Tiếu Tiếu trở về đúng không? Dụ Tử cầm nắp nồi mở cửa ra. Sắc mặt của Trình Tiếu trắng bệch, không còn sức lực, nói, mẹ, ta đã trở về. Tiếu Tiếu, khuôn mặt của ngươi làm sao trắng như vậy? Dụ Tử cau mày hỏi. Là không phải ở trường học đánh nhau với bạn học chứ? Mẹ, ta không có. Trình Tiếu bĩu môi ủy khuất nói. Thân thể của cô bé loạng choạng, rồi ngất đi ngã xuống đất. À, Tiếu Tiếu, ngươi làm sao vậy? Dụ Tử bối rối, bỏ xuống nắp nồi, vội vã đỡ lấy con gái. Đầu ta rất đau, mẹ, có phải ta sắp chết rồi không? Trình Tiếu yếu ớt nói. Nói bậy, đang khỏe làm sao sẽ chết? Dụ Tử có chút hoảng sợ. Cô hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, trước đỡ lấy con gái vào nhà. Tiếu Tiếu, ngươi nằm nghỉ trước, ta đi tìm cha ngươi trở về, hắn nhất định có cách. Dụ Tử kéo chăn đắp lên trên người con gái. Mẹ, cha phải đi làm. Ánh mắt của Trình Tiếu sắp không mở ra được. Mạng của ngươi quan trọng hơn. Dụ Tử ném ra lời ấy. Sau đó, cô vội vã chạy ra cửa, chạy đi hướng ra phía ngoài thành Úng Thành. 7-8 phút sau, Dụ Tử thở hồng hộc, được nửa đường lại bị đoàn người cản trở lối đi, bên tai đều là tiếng nghị luận.
Có thông báo mới, phía trên viết là cái gì? Có ai biết chữ, đọc cho chúng ta nghe đi. Phía trên viết là, thành chủ đại nhân mở một tiệm thuốc ở tòa nhà số 3, đường giáp thứ 3 ngoại thành, thân thể khó chịu hoặc người bị thương, đều có thể đi vào trong đó xem bệnh mua thuốc. Nhà thuốc, vẫn là lần đầu tiên nghe. Dụ tử nghe được dừng bước. Nhà thuốc, thân thể không thoải mái có thể đến đó. Tìm Trình Ca cũng không nhất định biết rõ con bé làm sao, hay trước mang Tiếu Tiếu đến tiệm thuốc nhìn xem. Dụ tử quyết định nói. Chương 276, hai loại bí dược chữa thương. Cô cũng không biết vì sao, nghe được thành chủ mở tiệm thuốc, trong lòng liền có tin tưởng. Vô hình, dụ tử chạy trở về, một mạch chạy về trong nhà. Trình Tiếu nằm trên giường, ý thức có chút mơ hồ, còn đang suy nghĩ miên man. Ta không muốn chết, ta còn muốn học chữ. Còn muốn đi khu vực trung ương nhìn thánh thụ một cái. Kẽo kẹt, Tiếu Tiếu, mau đứng lên, mẹ dẫn ngươi đi nhà thuốc. Dụ tử đẩy cửa phòng ra, đưa tay đỡ con gái lên. Trình Tiếu mơ hồ hỏi, mẹ, ngươi không phải đi tìm cha sao? Đi nhà thuốc trước, không được lại đi tìm cha ngươi. Dụ tử đỡ con gái đi ra phía ngoài. Tiệm thuốc là cái gì? Trình Tiếu yếu ớt hỏi, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Đi mới biết được. Trong lòng của dụ tử cũng không chắc chắn. Cô bế con gái xuống lầu, sau khi phân rõ phương hướng rồi chạy về phía đường giáp thứ 3. Gần 10 phút phía sau, một tòa, hai tòa, đường giáp thứ 3, A tìm được rồi. Dụ tử đỡ con gái đứng ở trước tòa nhà thứ 3 trên đường giáp thứ 3. Phía bên ngoài tòa nhà vô cùng đơn giản, bên trên có một tấm bảng hiệu ghi 4 chữ nhà thuốc Huyền Vũ. Chắc là chỗ này. Dụ tử lấy lại bình tĩnh, bế con gái đi vào trong tòa nhà. Lầu 1 là đại sảnh, vào cửa là có thể nhìn thấy một quầy hàng vòng tròn, có nhân viên đang đứng ở bên trong, đang cúi đầu sửa sang lại tất cả quyển sổ lớn nhỏ. Nhân viên nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn dụ tử và Trình Tiếu, trên mặt nhất thời mang theo nụ cười ấm áp. Chào các ngươi, là tới xem bệnh sao? Nhân viên ôn nhu hỏi. Đúng, thân thể con gái của ta khó chịu. Sắc mặt của dụ tử khẩn trương, nhìn ra được. Nhân viên công tác liếc nhìn Trình Tiếu, khuôn mặt của bé gái đều đã trắng bệch. Vậy phải làm thế nào? Dụ tử lo lắng hỏi. Rất đơn giản, uống thuốc là được rồi. Nhân viên ôn nhu giới thiệu. Nơi này có hai loại bí dược chữa thương, đều có thể chữa cho con gái ngươi khỏi bệnh. Khác nhau ở chỗ nào sao? Dụ tử cẩn thận hỏi. Đương nhiên, bí dược chữa thương phổ thông chỉ cần 10 điểm cống hiến, nhưng dược hiệu sẽ tương đối chậm, sau khi dùng cần nghỉ ngơi một ngày mới có thể khỏe được. Nhân viên công tác giới thiệu từng cái. Còn bí dược chữa thương phiên bản cao cấp thì cần 20 điểm cống hiến, hiệu quả sẽ rất nhanh, không cần nửa ngày là có thể khỏe lại. Thật ra, khác biệt giữa hai loại bí dược chữa thương cũng không lớn, chỉ khác về hàm lượng nước mắt thiên sứ. 20 điểm cống hiến trị, dụ tử kinh ngạc nói. Nhân viên công tác thấy thế, dịu dàng nói, thật ra con gái ngươi dùng bí dược chữa thương phổ thông là tốt rồi. Sau khi dùng xong, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai là có thể khỏi rồi. Vậy cho ta một phần bí dược chữa thương phổ thông. Dụ tử ngơ ngác nghe theo đề nghị của nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng lễ phép nói, được rồi, cho ta xin phiếu điểm cống hiến một cái. Đây, dụ tử lấy ra từ trong túi phiếu điểm cống hiến, đưa về phía trước. Nhân viên đặt phiếu điểm cống hiến lên mặt bàn, thuần thục đăng ký, chỉnh lại, điểm cống hiến trên phiếu điểm cống hiến. Rồi, đây là bí dược chữa thương, trực tiếp uống là được. Nhân viên bán hàng đưa lại phiếu điểm cống hiến, còn đưa thêm một cái bình gốm sứ nhỏ. Chỉ đơn giản như vậy, dụ tử mờ mịt nhận lại đồ vật. Ừm, hiện tại có thể dùng. Nhân viên bán hàng kiên trì đáp lại. Được. Dụ tử vội vã mở nút gỗ bọc da thú trên bình sứ nhỏ, đổ chất lỏng màu xanh lá nhạt bên trong vào trong miệng con gái. Ực ực, bí dược bên trong bình sứ nhỏ chỉ có một hớp nhỏ, lại đủ để trị khỏi một ít chứng bệnh như bị cảm, phát sốt các loại. Trình Tiếu mím môi một cái, tựa như trong miệng còn lưu lại dư vị của bí dược. Bí dược uống xong, trong chốc lát, sắc mặt của cô bé đã có chút cải thiện, thoạt nhìn lại không có vô cùng dọa người như trước. Thật sự có tác dụng, dụ tử mừng rỡ lên tiếng. Hiện tại, tác dụng của thuốc vẫn còn chưa phát huy tác dụng hết, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nhân viên bán hàng cũng cảm thấy rất vui thay cho dụ tử. Tốt, cảm ơn ngươi.
Sự lo lắng trong lòng Dụ Tử buông hơn phân nửa. Đây là chuyện ta phải làm. Âm thanh trong trẻo của nhân viên vang lên. Dụ Tử mỉm cười gật đầu, bế con gái rời khỏi. Cô quyết định trở về lại quan sát một chút, nếu như không ổn nữa, sẽ quay lại mua bí dược chữa thương phiên bản cao cấp. Thành Phi Điểu tọa lạc ở trên một ngọn núi đá cao 500 mét, bốn mặt của ngọn núi đá là dốc đứng, là tấm chắn thiên nhiên ngăn cản phần lớn hung thú trên núi. Thành Phi Điểu rất lớn, có diện tích khoảng chừng 2,3 triệu mét vuông. Ngọn núi đá chia làm hai tầng cao thấp, tầng thứ nhất đều là người thường ở. Tầng thứ hai chính là đỉnh núi, là chỗ ở cho tất cả người nắm giữ loài chim được thuần dưỡng, cũng là nơi giao dịch giữa các thương nhân. Vù vù. Trên bầu trời cao mấy ngàn mét, ở nơi đây bão cát đều nhỏ đi rất nhiều, đã không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người bình thường. Vù vù. Trên không trung, nhiều loài chim khổng lồ đập cánh. Sau khi, Phi Điểu dương cánh to cỡ 4 mét, dáng dấp rất giống chim ưng, chỉ là lông vũ toàn thân có màu trắng, miệng thì có màu vàng đất. Phía sau Phi Điểu có cố định một cái ghế, có thể ngồi một người ở phía trên, tay nắm dây thừng khống chế cổ chim, như vậy có thể để cho nó chuyển hướng. Trên không trung có 3 con Phi Điểu đang xoay quanh, người khống chế bọn nó là tuần vệ Phi Điểu Thành, phụ trách tuần tra trên trời cao. Trên bầu trời còn có Phi Điểu khác bay xuống và bay lên, chúng bay về hướng khu vực phụ cận từng thành trì lớn, cung cấp vận chuyển hàng, phục vụ chở người. Vù vù, trên trời cao, gió to thổi hô hô, xa xa trong bão cát xuất hiện bóng tối khổng lồ. Mã Khắc ngồi phía sau Phi Điểu, lông mày nhăn lại, híp mắt nhìn về phương xa. Hắn là đội trưởng đội tuần vệ Phi Điểu, thực lực đạt tới cấp 5. Đó là loài gì? Hắn lẩm bẩm một câu. Đội trưởng, dường như có con gì đang đến gần. Lập tức có 2 con Phi Điểu khác tới gần, đội viên ngồi trên đó lớn tiếng hô to. Chân mày của Mã Khắc trầm giọng hô, đi qua nhìn một chút. Hắn giơ tay lên dùng thủ thế ra dấu, 2 gã tuần vệ khác hiểu ý, khống chế Phi Điểu bay về hướng hai bên phải trái. Cuối cùng 3 con Phi Điểu xếp thành hình tam giác, tốc độ từ trên cao hạ xuống, bay về hướng gần bóng đen kia. Trong bão cát, bóng đen càng lúc càng lớn, bên tai cũng có thể nghe được tiếng vang to lớn. Ầm ầm. Phía sau bão cát, cái bóng trong bóng tối, nhất thời phơi bày ở trước mặt 3 người kia, đó là một con man thú hoang cổ khổng lồ. Mỗi lần nó cất bước cũng làm cho trụ đá và cây cối cản đường sụp đổ, phía sau nó đã được mở ra một con đường rộng, thẳng. Man thú hoang cổ. Sắc mặt của Mã Khắc đại biến. Phi Điểu dưới người hắn run rẩy, gần như sắp mất đi bản năng phi hành. Bay lên cao, đừng tiến đến quá gần. Khắc Mã lớn tiếng hô, kéo dây cương di chuyển làm cho Phi Điểu bay hướng lên cao. 2 con Phi Điểu còn lại cũng theo sát ở phía sau. Sau khi cách xa man thú hoang cổ hơn 1.000 mét, 3 con chim đang run rẩy mới giảm bớt, bản năng phi hành khôi phục bình thường. Đội trưởng, dựa theo phương hướng đi tới và tốc độ của nó, chẳng mấy chốc sẽ tiến đến thành Phi Điểu. Sắc mặt của đội viên tuần vệ hoảng sợ nói. Yên tâm, có thành chủ đại nhân ở đây, uy hiếp của man thú hoang cổ không lớn. Mã Khắc trầm giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện ta xây ra viên trên lưng huyền vũ của tác giả Các Trùng Khống tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 277, ta sẽ bẩm báo sự thật. Thành chủ thành Phi Điểu chính là cao thủ có thực lực cấp 8, vẫn có năng lực đối kháng man thú hoang cổ. Đội trưởng, sau lưng man thú hoang cổ dường như có một tòa thành. Một vị tuần vệ khác kinh hô thành tiếng, có một tòa thành. Khắc Mã ngạc nhiên, vội vã cúi đầu nhìn xuống. Lúc này, bão cát nhỏ đi rất nhiều, mơ hồ có thể nhìn thấy toàn cảnh man thú hoang cổ. Sau lưng của nó hoàn toàn chính xác có một tòa thành, hấp dẫn nhất chính là cây xanh khổng lồ kia, màu xanh trong bão cát lại dễ thấy như vậy. Ngao ngao, man thú hoang cổ gào một tiếng, đất đá và rừng cây xung quanh nó lại sụp đổ, hình thành một mảnh đất trống to lớn. Nơi đây, cách thành Phi Điểu còn chưa đến mấy ngàn mét. Có thành có nghĩa có người, chúng ta đi xuống xem một chút. Mã Khắc hạ lệnh, đội trưởng, có thể quá nguy hiểm hay không? Đội viên tuần vệ rúc cổ một cái, ít nói nhảm, theo ta xuống phía dưới. Khuôn mặt của Mã Khắc đen lại, ánh mắt liếc hai người. Vâng, đội viên tuần vệ kiên trì gật đầu, bọn hắn chỉ có thực lực cấp 4, khí tức của man thú hoang cổ để cho bọn hắn rất khó chịu. Ngoan, xuống phía dưới,
Không có chuyện gì. Mã Khắc vỗ đầu con chim, run run dây cương khống chế phi điểu hạ thấp độ cao. Ba con phi điểu xoay quanh bầu trời phía trên man thú hoang cổ, chậm rãi hạ thấp độ cao. Chi chi. Cánh của phi điểu run rẩy, không ngừng kêu lên, biểu đạt sự hoảng sợ của bọn nó. Đội trưởng, đừng xuống có được không? Vẻ mặt của tuần vệ cầu xin, phi điểu sắp mất đi sự khống chế. Đã biết, bay lên cao, trở về thành phi điểu bẩm báo. Mã Khắc cũng không biết làm sao, cấp bậc của con hung thú này có thể áp bách người khác đến ngạt thở. Chớ vội đi, xuống tới ngồi một chút. Bỗng có một âm thanh trong trẻo vang lên. Sau một khắc, liên tục có tơ nhện màu trắng từ mặt đất bay vụt dựng lên, trói lại ba con phi điểu và người cưỡi nó. À, ba người kinh hô một tiếng, tiếng kêu thảm thiết kinh khủng còn chưa hô xong, miệng đã bị tơ nhện bao trùm, chỉ còn lại âm thanh nghẹn ngào. Ba người ba chim bị kéo xuống mặt đất, rơi xuống đất không tính là quá mạnh, cuối cùng tơ nhện được thu lại. Mã Khắc mở mắt ra, trước hết đặt vào tầm mắt của hắn là một vị thanh niên, trên người mặc áo bào màu trắng rộng thùng thình, trên mặt nở một nụ cười lạnh nhạt. Sau lưng thiếu niên còn có một cô gái tai thỏ ẩn núp, đang khiếp sợ nhìn ba người Mã Khắc. Thương, một lưỡi dao sắc bén đặt lên trên cổ Khắc Mã, vẻ mặt dưới mặt nạ của Ly Nguyệt lạnh lùng. Đây chính là phi điểu, không biết mùi vị thế nào. Nguyệt Phi Nhan ngồi xổm bên cạnh, đưa tay chọc vào cánh chim. Nướng ăn sẽ rất ngon. Đôi mắt màu xanh nước biển của Nguyệt Thấm Lan lướt qua ý cười. Mã Khắc trợn to con mắt, những người này là ai? Một lời không hợp là muốn ăn phi điểu của mình. Bọn họ chắc là tuần vệ thành phi điểu. Mễ Á thản nhiên nói. Cô có biết một chút về thành phi điểu, nhưng chỉ dừng ở mặt ngoài. Tuần vệ chính là phụ trách tuần tra. Chân mày của Mục Lương cau lại. Ngón tay nhẹ nhàng động, tơ nhện bên miệng của ba người biến mất. Khai khái. Mã Khắc ho rất mạnh, phun ra tơ nhện trong miệng. Các ngươi là ai? Trong mắt của hắn lộ ra tia hoảng sợ. Bọn hắn chỉ là trong chớp mắt đã bị người ta bắt được. Mục Lương, thành chủ thành Huyền Vũ. Mục Lương lạnh nhạt nói. Thành chủ thành Huyền Vũ. Mã Khắc nghi ngờ, chưa từng nghe nói qua thành Huyền Vũ. Các ngươi muốn làm gì thành phi điểu? Hai đội viên tuần vệ khác khẩn trương hỏi. Vợ con của bọn hắn đều ở bên trên thành phi điểu. Nếu như thành Huyền Vũ là tới khơi mào chiến tranh, các cô ấy ở nơi đó làm sao bây giờ? Chớ khẩn trương, chúng ta không có ác ý, chỉ là tới thành phi điểu làm giao dịch. Mục Lương ôn hòa nói, không có ác ý. Man thú hoang cổ đều đã đến ngoài thành, khí thế hung hăng, dáng vẻ cũng không giống như là không có ác ý. Mục Lương giơ tay lên, làm lỏng tơ nhện trên thân ba người ba chim. Giọng của anh bình thản nói, trở về nói cho thành chủ các ngươi biết. Chúng ta chỉ đến làm giao dịch, không có ác ý. Ly Nguyệt thu lại lưỡi dao sắc bén, lui lại hai bước. Thật không có ác ý. Mã Khắc cẩn thận lui lại hai bước. Đương nhiên, nếu không, ngươi đã sớm chết rồi. Nguyệt Phi Nhan bĩu môi nói. Da mặt của Mã Khắc run lên một cái, mặc dù là lời nói thật, nhưng có thể đừng trực tiếp như vậy hay không? Hắn vội vàng hỏi, các ngươi dự định giao dịch cái gì? Rau xanh, hạt giống, nước các loại. Sẽ làm cho các ngươi cảm thấy hứng thú. Mục Lương hơi chuyển động suy nghĩ một chút, bảo rùa đen thu lại khí tức. Ba con phi điểu cảm giác thân thể đều thoải mái hơn rất nhiều, đã có thể đập cánh. Trở về, chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ tới gần thành phi điểu, hy vọng sẽ nhận được thiện ý. Mục Lương khoát tay, phát ra một tia khí thế. Không khí nhất thời tràn ngập cảm giác áp bách. Sắc mặt ba người Mã Khắc tái nhợt, thân hình bất ổn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hai tay chống đất cố gắng hô hấp. Mục Lương nhìn thấy dáng vẻ ba người ấy, chậm rãi thu lại khí thế, biểu lộ một chút thực lực, có thể tránh cho xung đột không cần thiết. Khai khái, chúng ta biết. Sắc mặt của Mã Khắc bắt đầu trắng bệch, trong lòng kinh hãi. Thực lực của người này tuyệt đối là cấp 8, loại khí thế này hắn đã từng cảm nhận được trên người thành chủ thành phi điểu, không có sai. Nhưng như vậy cũng quá trẻ rồi. Thực lực đạt được cấp 8 kinh khủng, thực sự có hơi dọa người. Ta sẽ bẩm báo sự thật. Mã Khắc hít sâu một hơi, xoay người ngồi lên phi điểu rời đi. Còn hai gã đội viên tuần vệ cũng theo sát ở phía sau, trên mặt có biểu cảm sống sót sau tai nạn, tim đập rất nhanh. Phi điểu nỗ lực đập cánh, thử 5-3 lần mới thành công bay lên, cấp tốc rời đi như chạy trốn. Bọn hắn sợ như thế, không sợ sẽ mang đến hiệu quả ngược sao? Nguyệt Thấm Lan tao nhã hỏi. Sẽ không,
Ta chỉ là chào hỏi trước mà thôi. Mục Lương nhún nhún vai, mặt lộ tia vô tội. Nguyệt Thấm Lan nhã nhặn liếc mắt. Chào hỏi như thế có chút giống bắt nạt, căn bản không giống như người bình thường có thể làm được. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ rất nhanh đến thành Phi Điểu. Con ngươi màu đen của Mục Lương hiện lên vẻ mong đợi. Anh rất nhanh có thể thuần dưỡng một con động vật loài chim. Ừ, rất chờ mong. Nguyệt Phi Nhan hưng phấn xoa xoa hai bàn tay nhỏ. Lại có mạo hiểm mới có thể ghi chép lại. Con ngươi hồng nhạt của Ngải Lị Na lóe ra vẻ hưng phấn. Cảm xúc của Mễ Á, Hy Bối Kỳ lại không có cao hứng như vậy. Sau khi đến thành Phi Điểu, đã đến lúc các cô rời đi. Các ngươi tiếp tục tuần tra. Trên bầu trời tầng thứ hai Phi Điểu Thành, Mã Khắc kéo dây cương di chuyển khống chế Phi Điểu hạ xuống. Dưới chân hắn là một cái sân rộng, đường kính khoảng 100 mét, là nơi dành cho Phi Điểu cất cánh hạ xuống. Xung quanh quảng trường là khu dân cư, đều là nhà đá một tầng một màu, đây là thiết kế để chống lại bão cát. Mã Khắc xoay người hạ thấp Phi Điểu, nghiêm túc nghiêm mặt, đi nhanh về hướng sân rộng phía nam, đó là phủ thành chủ. Thành chủ phủ ở cái sân rộng phía nam, tới, gần sát biên giới ngọn núi đá, đây là vị trí cao nhất tầng thứ hai của ngọn núi đá, cao hơn cách cái sân rộng chừng 10 mét, được nối thông bằng cầu thang đá. Mã Khắc bước nhanh đi về phía trước cầu thang đá, bị hộ vệ ngăn lại. Mã Khắc đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì mà vội vã như thế? Hộ vệ cười hỏi, hiển nhiên rất quen thuộc với Mã Khắc. Khuôn mặt của Mã Khắc nghiêm túc nói, một lát sẽ nói với ngươi, hiện tại để cho ta đi gặp thành chủ đại nhân, có việc gấp. Chương 278, Gia tộc Phi Điểu. Thành chủ đại nhân đang tổ chức yến tiệc, hiện tại đi vào không thích hợp. Sắc mặt của hộ vệ lộ ý bị làm khó dễ. Đi thông báo một tiếng, thoạt nhìn thực sự giống như có việc gấp. Một vị hộ vệ khác trầm giọng nói, ta đi cho. Hộ vệ xoay người bước nhanh về hướng phủ thành chủ. Sau 5 phút, hộ vệ đã chạy nhanh trở về, mở miệng nói, Mã Khắc đội trưởng, thành chủ để cho ngươi đi vào. Cảm ơn. Mã Khắc sải một bước dài bằng 3 bước ngắn nhanh chóng đi về phủ thành chủ ở bên trên. Hắn như ngựa quen đường cũ đi đến nơi tổ chức yến hội ở phủ thành chủ, đi tới cửa, bên tai nghe được trong phòng tiệc có tiếng cười khanh khách truyền ra. Cộc cộc cộc. Hắn gõ cửa phòng, lên tiếng nói, thành chủ đại nhân, Mã Khắc có việc muốn bẩm báo. Vào đi. Một giọng nam hùng hậu truyền ra. Cót két. Mã Khắc thở sâu, đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng trong. Có 4 ánh mắt bắn tới, hắn nhất thời khẩn trương. Trước mặt hắn là một tấm bàn dài bằng gỗ hình quả trứng, dài 5 mét, mặt bàn đang bày mâm thịt đang bốc hơi nóng, cũng có chút ít rau xanh. Nói đi, chuyện gì? Chủ vị, Hạ Khoa Phu bỏ cái nĩa trong tay xuống. Hắn là thành chủ Phi Điểu Thành, nhìn bề ngoài thoạt nhìn chừng 50 tuổi, tinh thần khác với người bình thường. Điểm để cho người chú ý nhất chính là 4 đôi cánh chim màu trắng sau lưng hắn. Đó là tượng trưng cho huyết mạch chính thống của gia tộc Phi Điểu, bao nhiêu cánh đại biểu cho thực lực bản thân cao hay thấp. Gia tộc quản lý thành Phi Điểu, huyết mạch trực hệ đều là biến dị giả, đặc điểm chính là đôi cánh sau lưng. Mã Khắc ngẩng đầu lên, giọng nói rất cung kính bẩm báo, thành chủ đại nhân, ngoài thành có man thú hoang cổ tới gần, hình thể to lớn, cao hơn phân nửa Phi Điểu Thạch Phong. Phi Điểu Thạch Phong là chỉ khu vực rộng lớn trên đỉnh ở thành Phi Điểu. Man thú hoang cổ có lớn như vậy sao? Làm sao tới gần nơi đây? Một âm thanh giòn giã kinh ngạc vang lên. Người lên tiếng chính là cô gái duy nhất trong phòng yến hội. Cô có một mái tóc dài màu cam với đôi mắt màu cam, vóc người rất tốt, nơi nên lớn thì lớn, nên nhỏ thì nhỏ. Giống như thành chủ thành Phi Điểu, sau lưng của cô cũng có cánh, hai đôi cánh chim màu cam đang được thu lại. Dung mạo và thân hình đều làm người khác phải chú ý. Thưa thiên sứ trưởng, man thú hoang cổ kia đi thẳng một đường tới nơi đây. Mã Khắc cung kính nói. Cô gái mở miệng hỏi chính là con gái nhỏ mà thành chủ thương yêu nhất, cũng là đứa con gái duy nhất. Thành Phi Điểu có 3 vị thiên sứ trưởng, theo thứ tự là con trưởng của thành chủ, con trai thứ hai và con gái tuổi nhỏ nhất. Ồ, như vậy man thú hoang cổ thấp nhất cũng là cấp 7. Đại thiên sứ trưởng lên tiếng, âm thanh hàm hậu nghiêm túc, phía sau có 3 đôi cánh chim màu trắng đang được xếp lại. Hạ Lạ Thái, con trai lớn nhất của Hạ Khoa Phu, 3 cặp cánh chim sau lưng mang ý nghĩa hắn đã là cao thủ cấp 7. Huyết mạch chính thống của gia tộc Phi Điểu bắt đầu từ cấp 5 đã mọc cánh sau lưng. Đại nhân, chuyện ấy không phải điểm quan trọng nhất.
Gò má của Mã Khắc nổi lên một tia rung động, tiếp tục nói. Sau lưng con man thú hoang cổ có một tòa thành lớn, thành chủ của thành trì ấy là cường giả cấp 8. Răng rắc, sức lực trong tay Hạ Khoa Phu không được khống chế, vô tình bóp vỡ chén gỗ. Cường giả cấp 8, ba vị thiên sứ trưởng kinh hô một tiếng, đó là cường giả tương tự với cha bọn hắn. Không có nhìn lầm, Hạ Khoa Phu cau mày trầm giọng hỏi. Không có. Khuôn mặt của Mã Khắc lộ vẻ xấu hổ, kể lại một lần chuyện đã xảy ra. Người đó tha cho các ngươi trở về. Trong con ngươi màu cam của Hạ Lạc tràn đầy kinh ngạc. Mã Khắc gật đầu đáp lời, vâng, bọn hắn nói là mang theo thiện ý tới, mục đích chủ yếu là tiến hành giao dịch với chúng ta. Giao dịch, có ý tứ. Âm thanh của Hạ Khoa Phu rất thản nhiên nói, bốn đôi cánh chim sau lưng run rẩy một cái. Thành Huyền Vũ, chưa từng nghe nói qua. Hai vị thiên sứ trưởng trầm giọng nói, thành phi điểu chúng ta không cần phải tiến hành giao dịch với bọn hắn. Đại thiên sứ trưởng gật đầu. Gia tộc phi điểu chủ yếu kinh doanh vận chuyển, chủ yếu qua lại với những thành thị khác bên trong rừng Vạn Khô. Ở trong rừng Vạn Khô, tất cả thành thị lớn nhỏ cộng lại cũng được hai chữ số. Phi điểu có thể bay khỏi rừng Vạn Khô, trở về các loại hàng như muối chân quý, linh khí các loại. Phi điểu không đơn giản chỉ vận chuyển hàng, còn có thể vận chuyển người, chỉ là giá cả rất đắt, rất ít người đi. Hai thiên sứ trưởng khẽ hất hàm, cao ngạo nói, thành phi điểu chúng ta cái gì cũng không thiếu, dù thiếu vẫn có thể dựa vào phi điểu đi thành thị bên ngoài mang về. Chuyện kia, bọn hắn nói có hạt giống, rau xanh và nước. Mã Khắc nói, hạt giống, rau xanh và nước, những thứ đó đều là thứ chúng ta khan hiếm. Lông mày của Hạ Nạp Ân nhăn lại, đây là trùng hợp sao? Bởi vì địa thế, tài nguyên nước ở thành phi điểu rất khan hiếm, toàn bộ nước mà người cả thành dùng đều nhờ vào một con thủy linh thú cấp 3 chống đỡ. Thành phi điểu có hơn 3 vạn người, một con thủy linh thú cấp 3 cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, còn thường xuyên cần phải đi bên ngoài rừng Vạn Khô mua nước trở về. Nếu mang theo thiện ý tới, vậy phái người tới tiếp xúc thử, nếu như thích hợp, giao dịch cũng không phải không được. Hạ Khoa Phu bỗng mở miệng nói, nếu thành chủ đối phương đều là cường giả cấp 8, như vậy có thể tránh khỏi xung đột thì tận lực tránh. Cha, đây có lẽ là âm mưu. Nhị thiên sứ trưởng Hạ La Thái gấp giọng nói. Ta có chừng mực. Hạ Khoa Phu lạnh nhạt nói. Vâng, cha. Hạ La Thái cúi đầu, không dám làm trái ý của cha mình. Hạ Khoa Phu nhìn phía con trai trưởng lớn nhất Hạ Nạp Ân, dặn dò nói, ngươi trước phái thêm người tới giúp đỡ. Tìm hiểu tình huống, nếu quả như thật là mang theo thiện ý tới giao dịch, có thể thành lập kinh doanh qua lại. Vâng, ta sẽ dẫn người đi tìm hiểu tình huống. Hạ Nạp Ân đã vội gật đầu. Cha, ta cũng đi. Hạ Lạc bị kích động giơ tay lên, trong con ngươi màu cam tràn đầy chờ mong. Không được, sẽ có nguy hiểm. Hạ Nạp Ân, Hạ La Thái không hẹn cùng lúc mở miệng phản đối. Hạ Lạc chu miệng lên, thở phì phò nói, làm sao, các ngươi lại như thế, ta không phải con nít. Từ nhỏ đến lớn, cô đều trưởng thành dưới sự che chở của cha với hai người anh trai, giống như đóa hoa được trồng trong nhà kính, chẳng bao giờ được đi đến thế giới bên ngoài. Hạ Lạc khát vọng tự do, hướng tới thế giới bên ngoài đầy màu sắc. Chúng ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, bên ngoài quá nguy hiểm. Sắc mặt của Hạ La Thái hòa hoãn lại nói. Mỗi lần đều nói như vậy, thực lực của ta cũng không phải rất yếu. Hạ Lạc nhăn lại cái mũi nhỏ, phồng cái miệng lên, trông rất đáng yêu. Được rồi, để con bé đi chung đi. Hạ Khoa Phu bỗng mở miệng nói. Cha, Hạ Nạp Ân và Hạ La Thái biến sắc. Năm nay, Hạ Lạc cũng đã 18 tuổi, cũng nên từ từ hiểu rõ thế giới này. Hạ Khoa Phu nhìn phía hai người con trai, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Hai người các ngươi bảo vệ con bé quá tốt, như vậy sẽ để làm cho con bé mất đi năng lực sinh tồn của bản thân. Cũng nên đi ra bên ngoài học hỏi mới trưởng thành được. Hi hi, vẫn là cha đại nhân hiểu ta. Hạ Lạc vui vẻ nói. Hạ Khoa Phu cưng chiều cười, dặn dò, ngươi đi theo sát anh hai ngươi, không nên chạy loạn. Hạ Lạc dùng sức chút đầu, ngây thơ nói, đã biết, ta sẽ theo sát anh hai một bước cũng không rời khỏi. Hạ Nạp Ân, Hạ La Thái liếc nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cha đều đã lên tiếng, bọn hắn không có cách nào phản đối được. Anh hai, giám sát chặt chẽ em gái, đừng để cho con bé bị thương. Khuôn mặt của Hạ La Thái nghiêm túc dặn dò. Ừm, ta biết rồi. Hạ Nạp Ân nhìn về phía em gái, trong mắt tràn ngập sự cương chiều với bất lực.
Các bạn đang nghe chuyện Ta xây ra viên trên lưng huyền vũ của tác giả Các Trùng Khống tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 279, chúng ta đến từ thành Phi Điểu, cố ý đến đây chào hỏi. Anh hai, chúng ta đi nhanh đi. Hạ Lạc bị kích động đứng lên, cánh chim màu cam sau lưng mở ra, độ dài hơn 2 mét. Cha, ta đi. Hạ Nạp Ân cũng đứng dậy, đừng gây chuyện, nhưng cũng đừng sợ hãi. Hạ Khoa Phu gật đầu một cái. Vâng, Hạ Nạp Ân đáp lại. Hắn hiểu được ý của cha, nếu như đối phương mưu đồ bất chính, như vậy thành Phi Điểu cũng không sợ. Đi thôi, dẫn đường. Mắt của Hạ Nạp Ân liếc Mã Khắc một cái. Vâng, Mã Khắc liền vội vàng đứng lên, đi ở phía trước dẫn đường. Cha, ta đi, chờ ta mang tin tức tốt về cho ngươi nha. Hạ Lạc phất tay một cái, theo anh hai rời khỏi phủ thành chủ. Rừng Vạn Khô, bầu trời phía trên rùa đen, Mã Khắc kéo dây cương di chuyển, bảo Phi Điểu dừng lại. Vù vù, ba đôi cánh chim màu trắng vỗ, trường bào bằng da thú bay phần phật theo gió. Hạ Nạp Ân nhìn tổng thể thành huyền vũ dưới chân, sắc mặt của hắn ngưng trọng, người có thể xây dựng một thành trì ở trên man thú hoang cổ, thành chủ thành huyền vũ không thể khinh thường. Hạ Lạc vỗ cánh chim màu cam, tóc dài màu cam lay động theo gió, trong mắt tràn đầy tò mò. Đi xuống đi. Hạ Nạp Ân vung tay lên, ba cặp cánh chim vỗ cánh, từ trên cao đáp xuống. Anh hai, chờ ta một chút. Hạ Lạc đang hưởng thụ cảm giác vui sướng bay lượn. Khuôn mặt của Hạ Nạp Ân lộ vẻ cương triều, tốc độ chậm lại, bảo vệ em gái ở bên cạnh. Hắn liếc nhìn đôi cánh màu cam của Hạ Lạc, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Gia tộc Phi Điểu, cánh chim của những thành viên gia tộc khác đều là màu trắng, chỉ có cánh của em gái là màu cam rất đặc biệt. Mã Khắc và nhóm tuần vệ khống chế Phi Điểu vội vàng đuổi theo, Phi Điểu xuất ra toàn lực mới miễn cưỡng đuổi kịp hai vị thiên sứ trưởng. Bên trên sơn hải quan, khuôn mặt của vệ cảnh nghiêm túc, thành phòng quân sau lưng đã sẵn sàng đón quân địch. Hắn lạnh giọng hô, đều chuẩn bị tinh thần cho ta. Vâng. Thành phòng quân cùng kêu lên đáp lại, khí thế quân nhân bắt đầu hiển hiện. Vù vù, trên khoảng không cách tường thành 200 mét, thân hình của Hạ Nạp Ân lơ lửng. Hạ Lạc bay theo, đã hoàn toàn mở ra cánh chim màu cam, xu thế rơi xuống đã dừng lại. Xuống phía dưới trao đổi đi. Hạ Nạp Ân nghiêng đầu hạ lệnh. Vâng. Mã Khắc kiên trì gật đầu, khống chế Phi Điểu tiếp tục bay xuống phía dưới. Người dừng lại, đừng tới gần. Vệ cảnh lớn tiếng kêu to. Thành phòng quân sau lưng đã vào tư thế sẵn sàng đón quân địch, quân nỏ đã lắp xong mũi tên, nhắm ngay trên người Phi Điểu và người cưỡi nó. Trong lòng của Mã Khắc run lên, bên kia giơ lên vũ khí quái dị làm cho tim của hắn rất căng thẳng. Hắn vội vàng lên tiếng hô to, chúng ta đến từ thành Phi Điểu, cố ý đến đây chào hỏi. Lòng cảnh giác của vệ cảnh vẫn không giảm, giơ tay lên ra hiệu, mời hạ xuống ở bên ngoài sơn hải quan, mời đi cửa chính vào thành huyền vũ. Mã Khắc quay đầu nhìn về phía hai vị thiên sứ trưởng, bản thân không làm chủ được chuyện ấy. Được. Âm thanh của Hạ Nạp Ân truyền đến, mang theo em gái đập cánh từ từ hạ độ cao, đáp xuống dưới đất. Thiên sứ trưởng đều không có ý kiến, Mã Khắc cũng ngoan ngoãn làm theo dẫn dắt tuần vệ bay xuống, khống chế Phi Điểu hạ xuống trên bình đài bên ngoài sơn hải quan. Hạ Lạc thu lại cánh chim sau lưng, khéo léo đi theo phía sau anh hai, con ngươi màu cam tò mò quan sát bốn phía. Vệ cảnh đi xuống từ trên tường thành, thành phòng quân vẫn cầm trong tay quân nỏ như trước. Canh giữ ở trên tường thành, như vậy vô luận là đối phó trên không hay đối kháng dưới mặt đất đều có tác dụng uy hiếp. Mã Khắc đi xuống từ trên Phi Điểu, tiến lên trao đổi với vệ cảnh. Chúng ta đến từ thành Phi Điểu, hai vị này là đại thiên sứ trưởng và tam thiên sứ trưởng của chúng ta. Mã Khắc không kiêu ngạo không nịnh hót nói, muốn đến gặp mặt thành chủ các ngươi, thảo luận chuyện giao dịch. Mời chờ một chút, ta đi bẩm báo thành chủ đại nhân. Khuôn mặt của vệ cảnh nghiêm túc nói, không phải là người nào đều có thể gặp thành chủ. Không cần, thành chủ đại nhân đang chờ bọn hắn. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, ngôn băng người mặc khôi giáp u linh xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đại nhân, vệ cảnh vội chào một cái. Ngôn băng giơ tay lên chào lại theo tiêu chuẩn, đôi mắt màu tím nhìn mấy người phía trước, nhịn không được chăm chú nhìn cánh chim phía sau bọn hắn thêm một chút. Giọng của cô lạnh lùng nói, đi theo ta. Cô gái bỗng xuất hiện ở nơi này, đương nhiên là Mục Lương bảo cô tới chờ. Khôi giáp quá ngầu, đôi môi hồng của Hạ Lạc khẽ nhếch lên,
con ngươi màu cam tỏa sáng lấp lánh. Linh khí cao cấp, trong lòng của Hạ Nạp Ân chấn động. Hắn suy đoán thân phận của cô gái trước mắt, địa vị sẽ không thấp ở thành Huyền Vũ. Xin mời lưu lại vũ khí, đây là quy củ vào thành của thành Huyền Vũ. Ngôn Băng nhắc nhở một câu, Hạ Lạc giang tay ra, ngây thơ nói, ta không có vũ khí. Hạ Nạp Ân bước lên trước, che chở trước người em gái, trên người hai người xác thực đều không có mang theo vũ khí. Yên tâm, thành chủ đại nhân chúng ta không có ác ý. Ngôn Băng lạnh nhạt nói. Hạ Nạp Ân nghiêng đầu ra hiệu cho nhóm tuần vệ, thành chủ của đối phương là cao thủ cấp 8, mang hay không mang vũ khí đều không có khác biệt lớn. Mã Khắc bất đắc dĩ lưu lại bội kiếm trên người, hai gã tuần vệ khác cũng nghe theo. Lúc này, Ngôn Băng mới xoay người, đi vào bên trong sơn hải quan. Hạ Nạp Ân đi ở phía trước, vẫn luôn che chở em gái ở phía sau. Mà Hạ Lạc giống như đứa bé tràn đầy tò mò, không ngừng quan sát bốn phía. Bọn hắn đi xuyên qua sơn hải quan, phía sau chính là phố buôn bán. Đường phố thật ngay ngắn, sạch sẽ. Hạ Lạc cảm thấy kinh ngạc, mặc dù mặt đất có cát vàng, nhưng cũng có thể nhìn ra đường phố rất sạch sẽ. Chắc là khu giao dịch với người bên ngoài. Hạ Nạp Ân suy đoán nói, dù sao thành Phi Điểu cũng có một khu vực như vậy. Hắn ngửi được mùi thơm mê người, là đến từ một cửa hàng tên là tiệm mỹ vị khoai lang. Ngôn Băng không có trả lời, nhiệm vụ của cô chính là dẫn bọn hắn đi gặp Mục Lương, đi ngang qua phố buôn bán, đối diện chính là Úng Thành. Hiện tại, cổng của Úng Thành đã mở ra, mấy người lần thứ hai đi ngang qua hai cánh cửa, đi vào ngoại thành thành Huyền Vũ khu. Ngôn Băng thay đổi phương hướng, đi về phía khu vực trung ương, đám người Hạ Nạp Ân và Hạ Lạc bước nhanh đuổi kịp. Đường phố nơi đây đều rất sạch sẽ, ngăn nắp. Trong lòng của Mã Khắc tràn đầy kinh ngạc. Hắn đi qua rất nhiều thành trì lớn ở rừng Vạn Khô, đường phố những nơi đó đều là dơ, bẩn thỉu, không chịu nổi. Bố cục phòng ốc được xây dựng rất bừa bộn, còn lâu mới sạch sẽ gọn gàng như nơi đây, nhìn vào khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hạ Nạp Ân cũng cảm thấy rất kinh ngạc, trong trí nhớ hoàn toàn không có thành trì lớn nào như vậy. Anh hai, cây thật là lớn. Hạ Lạc kinh ngạc hô một tiếng. Hạ Nạp Ân lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, đứng gần nhìn thấy tán cây của đại thụ kia che cả bầu trời. Khi hắn và em gái trên không trung đã lưu ý đến cây to này, hiện tại đứng quan sát ở gần, nhìn thấy mới biết được nó là thực sự rất lớn. Đó là thánh thụ thành Huyền Vũ, tên là trà thụ tinh thần. Hiện tại, Ngôn Băng mở miệng giới thiệu. Hạ Lạc tự lẩm bẩm, thánh thụ trà thụ tinh thần, tên rất dễ nghe. Hơn 10 phút phía sau, Ngôn Băng dẫn mọi người đi tới cửa khu vực trung ương, chạm mặt A Mạn với một vị hộ vệ khác đang canh gác trên khu vực trung ương. Đội trưởng, A Mạn dùng động tác tiêu chuẩn chào một cái. Mục Lương đại nhân muốn gặp bọn hắn, Ngôn Băng thuận miệng nói. Vâng. A Mạn và một vị hộ vệ khác trên khu vực trung ương tránh ra vị trí cánh cổng. Hai mắt của Hạ Nạp Ân liếc nhìn A Mạn nhiều hơn một chút. Hắn kinh ngạc phát hiện áo choàng trên người của hai hộ vệ canh giữ cửa đều là linh khí, hơn nữa phẩm cấp là trung cấp. Hắn đã đi đến thành tương lai, thấy rất nhiều linh khí, cho nên kiến thức đối với phương diện linh khí cũng rất ổn. Mời vào. Ngôn Băng quay đầu, liếc mắt nhìn đám người thành Phi Điểu. Chương 280, có thể tiến hóa ra một con động vật thuần dưỡng cấp 8. Đám người Hạ Lạc vội vàng đuổi theo, xuyên qua cánh cổng của khu vực trung ương, tiến vào tầng thứ 3 khu vực trung ương. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện nơi đây và bên ngoài không giống nhau. Dưới tán cây khổng lồ của trà thụ tinh thần là một tòa cung điện, còn về thân cây đại thụ thì bị tường chắn ngang. Trước cung điện là một cái sân nho nhỏ, bốn phía cái sân trồng cây xanh tùm, làm cho không khí nơi này ngửi vào cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Một đường thẳng bằng đá kéo dài cánh cổng cung điện. Thật nhiều thực vật xanh, đôi mắt xinh đẹp của Hạ Lạc tỏa ra ánh sáng. Cha cô cũng có một khu vườn cây, diện tích cũng chỉ bằng 1/10 nơi đây, thảm thực vật màu xanh cũng đều nửa chết nửa sống, rất nhiều lá cây đã héo rũ. Biểu cảm trên mặt của Hạ Nạp Ân vẫn không thay đổi, trong lòng lại đang dâng lên, sóng lớn. Hắn biết rõ muốn trồng sống một gốc cây khó khăn đến thế nào, cần tiêu hao rất nhiều nước và tinh lực, cho dù như vậy cũng rất khó trồng sống bọn chúng. Hắn đi qua rất nhiều thành trì lớn, cũng đã thấy một vài vườn trồng trọt, cũng không lớn bằng 1/3 nơi đây. Cha hắn nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú nơi đây. Đôi mắt của Hạ Nạp Ân chớp động, âm thầm nhớ chuyện này.
Ngôn Băng yên lặng quan sát mấy người, nhìn thấy bộ dáng bọn hắn giật mình, không hiểu có một loại cảm giác tự hào. Cô cảm thấy nếu như nói cho mấy người này biết, thực vật trước mắt chỉ là phủ thành chủ dùng để trang trí, cũng không biết sẽ có phản ứng gì. Dù sao, phủ thành chủ còn có một cái hậu hoa viên, còn có đồng ruộng trồng rất nhiều rau xanh ở cửa phủ thành chủ. Ngao ngao. Kỳ Lân ngẩng đầu liếc mắt đám người đến gần một cái, mở miệng ngáp một cái, quay đầu tiếp tục ngủ say. Kỳ Lân đã học được cách khống chế lực lượng bản thân, đã không còn sấm sét màu tím tràn ra. Hung thú cấp 7. Sắc mặt của Hạ Nạp Ân nghiêm túc, thân thể căng thẳng. Xin mời đi theo ta. Ngôn Băng mời mấy người đó đi vào thành chủ phủ, đi đến phòng tiếp khách trước. Hạ Nạp Ân và Hạ Lạc mới chưa ngồi được bao lâu. Mục Lương đã dẫn theo Nguyệt Thấm Lan, Mễ Nặc đi vào cửa. Hoan nghênh các ngươi đến thành Huyền Vũ, dâng trà lên. Mục Lương khí thế ôn hòa nói. Động tác của tiểu hầu gái nhanh nhẹn, bưng trà nóng tới, đặt trà xong, khéo léo rời khỏi. Đã quấy rầy. Hạ Nạp Ân liếc mắt trà nóng trước mặt một cái, không có chạm vào. Đôi mắt màu cam của Hạ Lạc tràn đầy tò mò đánh giá mấy người trước mắt. Cô đặc biệt nhìn nam nhân nho nhã tuấn tú trước mặt nhiều thêm mấy lần. Uống trà đi. Mục Lương thản nhiên nói. Anh đang đánh giá Hạ Nạp Ân và Hạ Lạc, nhất là cảm thấy hứng thú đối với đôi cánh phía sau lưng hai người. Đây chính là biến dị giả, giống như Mễ Nặc và Mễ Á Sao. Lúc này, dáng vẻ của cô gái tai thỏ rất rụt rè như trước đây, trốn ở phía sau Mục Lương và Nguyệt Thấm Lan. Hạ Lạc cau mũi một cái, nghe mùi trà đậm đà, nâng chung trà lên, muốn nếm một cái. Sau một khắc, lại bị anh hai nhà mình dùng cánh, không một tiếng động vỗ một cái. Hạ Nạp Ân bất đắc dĩ hé miệng, lòng cảnh giác của em giá thực sự quá thấp. Người xa lạ đưa trà làm sao có thể tùy tiện uống? Thành chủ các hạ, có thể bảo hoang cổ man thú dừng lại hay không? Giọng của Hạ Nạp Ân rất khách khí nói. Nếu như đến quá gần, dễ dàng làm cho cư dân thành phi điều khủng hoảng, tạo thành phiền toái không cần thiết. Có thể. Mục Lương gật đầu. Bọn hắn là muốn tới giao dịch, không cần phải tạo ra mâu thuẫn không cần thiết, nếu không tiếp theo mặt một vài giao dịch sẽ không thể tiến hành tiếp. Mục Lương không muốn làm phức tạp hóa mọi chuyện, có thể vui vẻ trao đổi là tốt nhất. Anh có dự cảm lần giao dịch này sẽ rất thuận lợi, không cần vài ngày sẽ có đủ điểm để tiến, hóa ra một con động vật thuần dưỡng cấp 8. Trong lòng của Hạ Nạp Ân thở phào, sắc mặt của hắn cũng dịu lại, cảm ơn thành chủ các hạ đã hiểu. Ta nói rồi, chúng ta là mang theo thiện ý tới. Hai tay của Mục Lương bắt chéo đặt ở trên mặt bàn. Hạ Nạp Ân nghe xong, im lặng một lúc. Hắn mỉm cười hỏi, ta nghe thuộc hạ nói, các hạ muốn tiến hành giao dịch với thành phi điểu chúng ta. Không biết các hạ muốn giao dịch cái gì? Mục Lương nở nụ cười, giọng cũng buông lỏng hơn, đồ có thể giao dịch thực sự nhiều lắm. Anh nâng chung trà lên, lần thứ hai ra hiệu, tỉ như trà này, cũng là sản phẩm quý giá chỉ có thành Huyền Vũ chúng ta có. Hạ Nạp Ân cúi đầu nhìn về phía trà nóng trước mắt, vẫn không có chạm vào. T.A. Da mặt của đại thiên sứ trưởng run một cái, có hơi cứng ngắc nghiêng đầu. Đúng là trà ngon. Hạ Lạc đặt chén trà xuống. Cả người cô vô cùng phấn chấn sảng khoái, đôi mắt màu cam đều sáng hơn vài phần. Khóe miệng của Hạ Nạp Ân co quắp, trước đó nhắc nhở đều làm không công. Anh hai, trà này thật sự uống rất ngon, ngươi mau nếm thử. Hạ Lạc nhỏ giọng nói. Khai khái, vẫn nên nói chuyện giao dịch đi. Hạ Nạp Ân ho khan hai tiếng. Khóe mắt của hắn liếc qua lưu ý biểu hiện của em gái, bây giờ nhìn lại không có dấu hiệu không đúng. Mục Lương buồn cười nhìn hai mắt của cô gái tóc cam nhiều thêm một chút, nhìn ra được cô là thiếu nữ mới bước ra đời không lâu, bị người nhà bảo vệ quá tốt. Đột nhiên, bên hông bị cô gái tai thỏ ấn một cái. Thân thể của Mục Lương ngồi thẳng lại, bình tĩnh nói, các ngươi có thể đi một chuyến đến phố buôn bán, nơi đó là khu vực giao dịch chúng ta mở với bên ngoài. Đồ vật có thể giao dịch đều có ở nơi đó, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Cô gái tai thỏ yên lặng thu tay về, bên trong đôi mắt màu lam có một tia u oán. Được rồi, chúng ta sẽ đi xem một chút. Hạ Nạp Ân như có điều suy nghĩ gật đầu. Cái kia, các hạ, trà này bán sao? Hạ Lạc đột nhiên lên tiếng hỏi. Đây là trà tinh thần. Nguyệt Thấm Lan tiếp lời giới thiệu, được làm từ lá của thánh thụ thành Huyền chúng ta vũ, uống thường xuyên có thể kéo dài tuổi thọ. Cô nâng chung trà lên nhẹ nhàng lắc một cái, tao nhã nói, mỗi phần một cân, giá là 500 miếng tinh thạch sơ cấp thượng đẳng.
Tê. Mã Khắc lại hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt đã trừng lớn. Tay của Hạ Nạp Ân run lên, đắt như thế. Ngươi trước tiên có thể nếm thử. Nguyệt Thấm Lan ưu nhã nói. Anh hai, thật sự uống rất ngon. Hạ Lạc dùng cánh len lén chọc chọc cánh của anh mình. Hạ Nạp Ân liếc em gái một cái, nhìn qua một hồi như thế, em gái cũng không có chỗ không đúng. Trà này chắc sẽ không có vấn đề. Trong lòng hắn cũng tò mò, trà có giá 500 miếng tinh thạch sơ cấp thượng đẳng có thể sẽ uống rất ngon. Tiểu Lan, đổi một chén trà nóng cho khách. Mục Lương giơ tay lên, ra hiệu. Động tác của Hạ Nạp Ân ra hiệu bảo dừng lại. Ngoài cửa, vệ ấu Lan nghe tiếng vội vã vào cửa. Động tác của cô thuần thục đổi trà nguội trước mặt Hạ Nạp Ân, một lần nữa đặt lên một tách trà nóng, đồng thời cũng thay nước trà mới cho Hạ Lạc. Tiểu hầu gái còn lau đi nước tí dính ra mặt bàn, rồi xoay người rời khỏi. Uống ngon thật. Hạ Lạc bưng lên nhấp một miếng trà nóng. Lúc trà mới vào miệng sẽ có vị đắng, sau một khắc đã bị vị ngọt thay thế, khiến tinh thần của người ta sảng khoái. Hạ Nạp Ân hiếu kỳ, cũng nhấp một miếng trà nóng. Nước trà ấm áp tràn vào khoang miệng, kích phát vị đầu lưỡi, vị đắng qua chỉ còn lại vị ngọt thanh. Thân thể của hắn run lên một cái rất nhỏ không thể thấy, từ đầu đến chân chưa bao giờ có cảm giác thư thái thoải mái như thế. Trà này, trong mắt của Hạ Nạp Ân lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu như uống thường xuyên, thật sự có thể kéo dài tuổi thọ, ít nhất có hiệu quả cực lớn đối với tinh thần. Các bạn vừa nghe xong tập 28 của bộ truyện Ta xây ra viên trên lưng huyền vũ của tác giả Các Trùng Khống tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.